Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1246, Ai Dối Trá Hơn 1. Diêm Quốc Đào nói, Khổng Nguyên là quân cờ của ai? Cha Tấn Bắc Cười nói, quan trọng sao? Vô luận Y là quân cờ của ai, Y cũng đã là quân bị ăn tươi rồi, vật hy sinh mà thôi. Diêm Quốc Đào tuy rằng không biết trận doanh của cha Tấn Bắc lệ thuộc phương nào, thế nhưng Y có thể khẳng định một chút. Cha Tấn Bắc đối với nội tình trong chuyện này còn thấy rõ hơn so với y nhiều lắm. Siêm Quốc Đào nói, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại. Cha Tấn Bắc nói, đồn đại thường thường đều là lời đồn, người truyền ra việc này, mục đích chính là vì muốn tạo thế, muốn đi qua dư luận làm cho tất cả trở nên có lợi hơn cho mình. Siêm Quốc Đào thấp giọng nói, ai đang múa kiếm? Cha Tấn Bắc nói, muốn không bị ngộ thương, lựa chọn tốt nhất chính là đứng ở phía sau người múa kiếm diêm quốc đào nói tổng giám đốc cha nói thực sự rất thâm ảo cha tấn bắc nói kỳ thực trong lòng quốc đào huynh cái gì cũng đều hiểu rõ chỉ bất quá anh còn đang do dự mà thôi diêm quốc đào không nói gì ánh mắt của y hướng về phía ngoài cửa sổ đó là một mảnh đen kịt không nhìn thấy bất luận cái cảnh sắc gì y bắt đầu hiểu ra vô luận là cha tấn bắc hay là khổng nguyên điểm xuất phát của bọn họ đều là như nhau những người này đều muốn thuyết phục chính mình bọn họ đại biểu cho lợi ích đoàn thể chính là những kẻ thực sự ra tay thúc đẩy dẫn đến nguy cơ chính trị lần này của Kiều Trấn Lương. Cha Tấn Bác cho rằng Diêm Quốc Đào có vẻ động tâm, thấp giọng nói tôi Thủy chung cảm thấy chuyện đáng buồn nhất của một người quan viên là vì hắn lầm hàng mà chôn vùi, trên quan trường, càng chạy càng không được phép sơ suất, một khi đi nhầm, rất khó tìm được cơ hội sửa chữa sai lầm. Biểu tình của Diêm Quốc Đào cực kỳ phức tạp, y nâng chung trà lên, yên lặng phẩm trà. Trường đại quan nhân tại sát phách nghe được rõ ràng, trong lòng đối với nhân phẩm của Cha Tấn Bắc đã liên tục đánh một cái giảm giá, Cha Tấn Bắc khốn kiếp, quá khứ chỉ biết là nhân phẩm ngươi bất hảo, nhưng lão tử còn không biết ngươi lại có thể tới mức bỏ đá xuống giếng được. Bất quá nghe ý tứ trong lời nói của Cha Tấn Bắc, phía sau hẳn là còn có nhân vật lớn hơn nữa. Trương Đại Quan nhân lăn lộn ở trong quan trường lâu như vậy, từ chút manh mối ấy vẫn có thể trải vuốt sợi đi ra, từ tình hình hiện nay của Diêm Quốc đào mà xem. Y hẳn là còn đang do dự, nói cách khác Diêm Quốc Đào còn chưa có quyết tâm phản bội Kiều Trấn Lương, nếu như thật sự là như vậy, như vậy việc mình đưa cho Kiều Trấn Lương bước lâu thất minh hẳn là không thể tiết lộ đi ra ngoài. Trương Dương âm thầm suy tư, Diêm Quốc Đào không nói, chính mình không nói, Kiều Mộng Viện cũng sẽ không nói, lẽ nào? Audio điện tử võ tấn bền Trong đầu Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt hỏa ái dễ gần kia của Kiều Trấn Lương, thằng nhãi này không khỏi đánh dùng mình một cái, chẳng lẽ là Kiều Trấn Lương tự mình hướng ra phía ngoài tiết lộ chuyện này? Lão Kiều chủ động vạch trần chuyện này thì có chỗ tốt gì? Lẽ nào hắn chỉ là muốn đùa dai, đem chính mình kéo xuống vũng bùn, làm cho thế cục vốn có đã hỗn loạn bất kham trở nên càng thêm hỗn loạn? Bước lâu thất minh trên tường kia chỉ là phòng tác của Kiều Trấn Lương, cái này chứng minh Kiều Trấn Lương sớm đã có chuẩn bị tâm lý với việc này. Cho dù chuyện này có tới ủy ban kỷ luật cũng sẽ không tạo thành cái ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng chính mình lại không giống như thế. Trương Dương vắt hết óc, càng muốn nghĩ càng cảm giác được nhân tính phức tạp hay thay đổi, càng nghĩ càng cảm thấy quan trường hiểm ác đáng sợ, thân ở trong đó thực sự là trung gian cũng khó phân biệt, nếu như không phải là chuyện này rơi vào trong tay Lưu Diễm Hồng, nếu như không phải chính mình liếc mắt liền nhìn thấu đổ giỏm, chuyện này có thể sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn hay không? Diêm quốc đào trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói, ai có thể biết chính mình có thể bị coi là quân cờ ném đi hay không? Cha Tấn Bắc nhẹ giọng nói, quanh một vị trí, sẽ không có hai người té ngã liên tiếp. Ý của y là ám chỉ Diêm Quốc Đào, vị trí của Khổng Nguyên có thể dành cho hắn. Trong mắt Diêm Quốc Đào xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng y trượt khôi phục lại bình tĩnh, ai có thể biết trước được chuyện ngày mai. Cha Tấn Bắc nói, làm người quan trọng nhất là thức thời, làm quan thì quan trọng nhất là dự đoán của chính mình. Diêm Quốc Đào nói, thiên hạ vĩnh viễn không có chuyện tốt tự dưng rơi xuống đầu. Cha Tấn Bắc gật đầu nói, tôi tràn đầy đồng tình với lời của anh, ở trên thương trường, muốn có được nhất định phải bỏ ra nỗ lực. Diêm Quốc Đào mỉm cười nói, trên thương trường, tiền đề để đạt thành giao dịch, một người muốn có thương phẩm của người khác thì phải cho đối phương giá cao hơn người khác. Y dừng lại một chút, đem chén trà chậm rãi đặt ở trên bàn, sau đó đứng lên, tổng giám đốc cha, xin lỗi, đã làm cho anh thất vọng rồi, tôi ở đây không có thứ anh muốn. Cha Tấn Bắc kinh ngạc nhìn Diêm Quốc Đào y vốn tưởng rằng Diêm Quốc Đào đã bị y thuyết phục cho động tâm, nhưng không nghĩ tới thái độ của Diêm Quốc Đào đột nhiên kiên quyết lên, y thấp giọng nói anh Quốc Đào. Diêm Quốc Đào mỉm cười nói, đạo bất đồng, không nên bàn mưu, tôi biết Tổng Giám Đốc Trà muốn cái gì, thế nhưng tôi lại không cách nào cho ngươi, người thức thời vị tất đã có thể trở thành Tuấn Kiệt, có một câu anh nói rất đúng. Chuyện đáng buồn nhất của một quan viên chính là lầm đường, hai ngày nay, tôi vẫn đều suy nghĩ một việc, đến tột cùng là ai làm sai. Ai mới là vì chuyện này mà lầm đường? Cha tấn bắc ngóng nhìn Diêm quốc đào, sau đó Diêm quốc đào nói: Tôi còn có lòng tin. Hơn nữa, tôi vĩnh viễn không làm ra chuyện vi phạm lương tâm của mình để nói xấu người khác. Nói xong câu đó, y giật lại cửa phòng đi ra ngoài. Cha tấn bắc yên lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, lông mày của y co lại thành hình chữ xuyên tiêu chuẩn. Trương Dương ngồi ở sát phách nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người hiện tại hắn đã có thể kết luận Diêm Quốc Đào cũng không bán đứng kiểu Trấn Lương. Điện thoại di động của cha tấn bắc vang lên, y cầm lấy điện thoại, thấp giọng nói, hắn còn quật cường hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Cha tấn bắc khoác áo da màu đen đi ra khỏi quán trà, nhiệt độ không khí ở bên ngoài rất thấp, chân dẫm lên tuyết đóng băng trên mặt đất phát ra thanh âm xèo xèo cạc cạc. Thanh âm này vang lên làm cho cha tấn bắc có chút phiền táo, chuyện đêm nay tiến triển cũng không thuận lợi, Y dừng lại bước chân ở trước cửa, cách đó không xa một chiếc xe màu đen chạy vèo vèo tới hướng y, cha Tấn Bắc kéo mở cửa xe ngồi xuống. Bên trong xe rất ấm áp, mang theo một cổ hương vị mê người, mùi vị nhảy đến từ chính trên người Khâu Phượng Tiên. Bóng đêm bao vây lấy khuôn mặt xinh đẹp của Khâu Phượng Tiên, theo ánh đèn đường thỉnh thoảng hiện lên, khuôn mặt của nàng lúc ẩn lúc hiện. Cha Tấn Bắc nói, thực sự là một khối đầu khớp xương khó nhằn. Khâu Phượng Tiên thản nhiên cười nói: nhìn chung trong lịch sử Trung Quốc cho tới bây giờ cũng không thiếu sự tồn tại của trung thần. Cha tấn bắc nước mắt nhìn khâu phượng tiên, cô lại có thể đem thư ký trường diêm của chúng ta làm ví dụ về trung thần sao? Khâu phượng tiên nói, tôi không biết cái gì là quan trường, thế nhưng tôi lại biết tình cảnh hiện tại của y đích sát tiến thoái lưỡng nan, có lẽ là y thấy rõ hậu quả phía sau, cho dù là phản bội kiều gia cũng sẽ không có cái kết cục gì tốt, cho nên không bằng làm một người trung nghĩa. Cha Tấn Bắc nói, cô là quanh co lòng vòng nói tôi là tiểu nhân gian thần sao? Khâu Phượng Tiên cười nói, tôi cũng không dám nói. Giọng của cha Tấn Bắc ung dung nói, trên chính trị không có phân biệt trung gian, quyền lên tiếng vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay phe người thắng. Khâu Phượng Tiên nói, cái khác tôi không hiểu, thế nhưng tôi tự biết một người thương nhân thành công sẽ vĩnh viễn đứng ở phe người thắng. Cha Tấn Bắc nói, bố cục của bọn họ cũng không phải chúng ta có thể xem hiểu được. Khâu Phượng Tiên nói, anh cũng không có xem hiểu, vì sao anh dám làm ra lựa chọn như vậy. Cha Tấn Bắc mỉm cười, tuy rằng tôi xem không hiểu, thế nhưng tôi thấy được lợi ích ở chỗ, tôi là thương nhân, cái tôi muốn chính là lợi ích. Tài xế phía trước bỗng nhiên nói, Tổng Giám Đốc Cha, phía sau có một chiếc xe một mực đi theo chúng ta. Cha Tấn Bắc nghe vậy nao nao, y xoay người, thấy trên đường phía sau, có một chiếc xe Việt dã đang theo đuôi bọn họ, cha Tấn Bắc thấp giọng nói, bắt đầu từ lúc nào từ quán trà đi ra. Khâu Phượng Tiên thở dài nói, bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ liền ở phía sau, không nghĩ tới chuyện ở Bình Hải lại có thể phức tạp như thế. Cha Tấn Bắc nói, bất luận cái địa phương nào đều là như nhau, cô đoán người này là ai? Khâu Phượng Tiên lắc đầu, làm sao tôi biết được, người biết anh ở đây thực sự nhiều lắm. Cha Tấn Bắc nói, có thể là hướng về phía cô mà tới đó chứ. Khâu Phượng Tiên nói, anh lại thế rồi, quá không cẩn thận. Trương đại quan nhân lái xe Việt giã từ xa xa đi theo sau chiếc xe màu đen kia, ngày hôm nay thằng nhãi này theo dõi đâm nghiệt, trước theo dõi Diêm Quốc Đào, sau đó theo tuyến này tìm được cha Tấn Bắc, hiện tại lại cố gắng đi qua cha Tấn Bắc tìm được một con cá lớn hơn nữa. chương 1247, ai dối trá hơn? 2. Chiếc xe ở phía trước Thủy Trung đi không nhanh không chậm, ô tô đi hướng tới phía Cẩm Bình Sơn, bởi vì lo lắng bị đối phương phát hiện, Trương Đại Quan Nhân thủy Trung vẫn duy trì khoảng cách 200m về phía sau, thế nhưng do tuyết rơi nên trên đường rất ít ô tô, hắn thậm chí hoài nghi đối phương đã phát hiện ra ý đồ của mình, thế nhưng từ tốc độ của chiếc xe kia mà xem, có lẽ là đã sinh ra hoài nghi. Chiếc xe kia tiến nhập vào đường hầm Cẩm Bình Sơn, Trương Dương liền chậm lại tốc độ xe, khoảng cách giữa hai xe liền giật lại một chút, Trương Dương là phi thường quen thuộc con đường này, hắn biết đi tiếp về phía trước chính là khu quân sự nghĩ tới hồi trước trương đại quan nhân tại Kinh Đô đã từng có một lần kinh nghiệm vào nhầm khu quân sự, lần này hắn đã có đề phòng, sau khi rời khỏi đường hầm, thấy chiếc xe kia tiến vào khu quân sự. Trương đại quan nhân bỏ đi ý niệm tiếp tục theo dõi trong đầu, hắn quay đầu xe hướng phía đông vào trong giang thành chạy tới. Nhưng hắn không lâu sau liền phát hiện, chiếc xe kia lại xông ra từ phía sau, lần này biến thành trương dương bị theo dõi, trương đại quan nhân biết chính mình đã bại lộ, Hắn thẳng thắn đem chiếc xe Việt Dã đứng ở ven đường. Chiếc xe kia chậm rãi đi qua, dừng lại song song với chiếc xe Việt Dã của Trương Dương, từ trên xe có hai gã đàn ông mặc áo da màu đen nhảy xuống, từ thể trạng và dáng đi của bọn họ là có thể nhìn ra được hai người đều là cao thủ đã qua huấn luyện. Trong đó một người đi qua đi gõ cửa sổ xe, ý bảo Trương Dương đi xuống khỏi xe. Trương đại quan nhân tuy rằng biết hai người này là thủ hạ của cha Tấn Bắc, vốn dự định cấp cho cha Tấn Bắc chút mặt mũi nhưng vừa rồi quán trà mộ xuân nghe được phiên nói chuyện kia làm cho hắn tràn ngập phản cảm đối với cha tấn bắc trương dương hạ cửa sổ xe xuống trong đó có một gã đàn ông áo đen chỉ vào trương dương nói anh là ai vì sao muốn theo dõi chúng tôi trương dương bỗng nhiên mở cửa xe cửa xe nặng nề đánh lên trên thân thể gã đàn ông áo đen sau đó trương đại quan nhân như con báo từ bên trong xe chạy đi ra một cước liền đem gã đó đá bay đi ra ngoài gã đàn ông áo đen khác huy quyền hướng trương dương đánh tới thế nhưng tốc độ quyền của gã căn bản vô pháp so sánh với Trương Dương, nắm quyền của gã vừa ra đến giữa đường, nắm tay to lớn có lực của Trương Đại Quan Nhân đã đánh trúng bụng của gã, đánh cho gã kêu lên một tiếng đau đớn, bưng trước ngực ngồi trồm hổm xuống. Đây vẫn là Trương Đại Quan Nhân ra tay lưu tình, nếu không thì hai người này căn bản không thể nào còn mạng. Lúc đầu cha Tấn Bắc cũng không có nhận ra Trương Dương, thế nhưng khi thấy tài xế và bảo tiêu của mình bị đối phương thẳng thắn lưu loát đánh ngã, y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn khâu phượng tiên, thúc đẩy mở cửa xe nói Trương Dương, làm sao lại là cậu. Lúc Trương Đại Quan Nhân nghe được thanh âm của cha Tấn Bắc, vẫn hướng bảo tiêu trên mặt đất đạp một cước, lúc này mới ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tổng giám đốc cha, làm sao lại là anh. Các người theo tôi làm gì? Trong lòng cha Tấn Bắc thầm mắng, thằng nhãi này là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là người theo dõi ta bị phát hiện, chúng ta phản theo dõi. Hiện tại ngược lại thành theo dõi ngươi, nhưng trên mặt vẫn cười en gió xuân quất vào mặt Trương Dương, thân thủ của cậu vẫn nhanh nhẹn như vậy. Nhìn hai gã thủ hạ một hồi lâu mới có thể từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng nói ngươi ra tay đủ nặng đó. Khâu Phượng Tiên cũng cười khanh khách đi tới, Trương chủ nhiệm, hôm nay ngày đông giá lạnh, ngài làm sao lại có hứng thú đến chỗ hoang sơn giã lĩnh này vậy? Trương Dương nói, lòng buồn, không ngủ được cho nên đi ra giải sầu, không nghĩ tới bị các vị đuổi kịp, nhìn thấy hai người bọn họ lao về phía tôi, tôi còn tưởng rằng gặp phải cướp, cho nên hạ thủ cũng không do dự, thực sự là ngại quá. Thằng nhãi này giả vờ quan tâm hướng về phía hai người bảo tiêu cùng tài xế ngã trên mặt đất kia nói, đau nhức không, có muốn đi bệnh viện xem qua hay không. Hai gã bảo tiêu cứng rắn chống đỡ đứng lên từ trên mặt đất, Trương Dương xuất thủ vẫn là hạ thủ lưu tình, hai người bọn họ chỉ là tại trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực phản kháng, vết thương thực sự cũng không nặng. Sau khi cha tấn bác vững tin bọn họ không có việc gì, cười nói, những bảo tiêu này của tôi tại trước mặt cậu căn bản là không cần nhắc tới. Trương Dương, tôi còn nói muốn ngày mai đi bái phỏng cậu đó, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Trương Đại Quan Nhân cười nói, duyên phận, nếu như người ta có duyên phận, ở đâu cũng đều có thể gặp mặt. Cha Tấn Bắc ha ha cười nói, không thể như vậy chứ. Hai người đứng ở nơi đó nắm tay, lộ ra một cổ mùi vị hư tình giả ý, khâu phượng tiên nói, trời lạnh như thế, đừng đứng đây nói như vậy, Tìm một chỗ trò chuyện tiếp đi. Cha Tấn Bắc lúc này mới buông tay của Trương Dương ra. Trương Dương, nếu không chúng ta tìm một chỗ nào đó uống chút gì đi. Trương Dương cười nói, nơi Hoàng Sơn dã lĩnh này, đi đến chỗ đi tìm quán uống rượu chứ. Nếu không cứ như vậy đi, để ngày mai, ngày mai tôi mời. Cha Tấn Bắc nói, muốn mời không bằng ngẫu nghiên gặp, cứ đêm nay đi, bây giờ chưa tới 8 giờ, chúng ta đi. Cư Tử Ốc, Khâu Phượng Tiên đề nghị nói. Trương Dương không nghĩ tới khâu phượng tiên cũng biết cư tử ốc, lúc ban đầu hắn đi tới cư tử ốc chính là cố dài đồng dẫn hắn qua, vật đổi sao rời, người ấy đã qua đời, Trương Dương thật lâu chưa có tới địa phương này, sợ trông vật nhớ người, câu dẫn ra hồi ức thương tâm của mình. Cư tử ốc ở phái tây của Đông Giang vẫn duy trì được phong thái trong quá khứ, bất quá bà chủ Mỹ Hạc Tử cũng không ở chỗ này, nàng và chồng có việc đã trở về Nhật Bản, phụ trách buôn bán ở tổng quán chỉ là một người bạn của Mỹ Hạc Tử, gọi là gia đại, buôn bán tổng thời tiết này vốn không tốt, cư tử úc không có khách. khi nhóm trương dương và cha tấn bắc đi tới cư tử úc, khâu phượng tiên có chút quen thuộc đối với nơi này, tiếng nhật của nàng rất tốt, chỉ ít tại trong mắt trương đại quan nhân trình độ tiếng nhật của khâu phượng tiên tuyệt không kém tiếng trung của nàng. ba người bọn họ tới trong gian phòng ngồi xuống, khâu phượng tiên gọi thức ăn nhật và thanh tử, cha tấn bắc cười tủm tỉm hướng trương dương nói uống được rượu quán này không? trương dương gật đầu nói rượu gì tôi cũng đều có thể uống được. Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương là người có tử lượng tốt nhất tôi từng thấy. Trương Dương nói, Khâu Tiểu Thư cũng là người nói chuyện hay nhất tôi từng gặp. Khâu Phượng Tiên tựa hồ có chút xấu hổ, khuôn mặt nổi lên dạng mây hơi đỏ ửng. chủ nhiệm Trương nói móc tôi. Trương Dương cười ha ha, bưng lên chén thanh tử nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không nghĩ tới chúng ta có thể tụ tập ở chỗ này, tôi xin kính hai vị một chén. Cha Tấn Bắc cười nói, tôi mời là chủ nhân phải kính khách nhân mới đúng." Trương Dương nói, "Nơi này là Bình Hải, tôi là địa chủ, đương nhiên phải do tôi tới kính rượu." Ba người uống một chén thanh tửu, sóng mắt Khâu Phượng Tiên vừa chuyển, nhẹ giọng nói, "Vừa rồi chúng tôi còn tưởng rằng gặp người xấu, thấy chiếc xe Việt dã kia thủy chung đi theo phía sau chúng tôi." Khâu Phượng Tiên căn bản là cố ý nhắc tới chuyện này. Chương 1248, ai dối trá hơn? Ba Trương Dương cười nói, ai quy định con đường này nhất định chỉ có các vị mới có thể đi. Tôi tới Cẩm Bình Sơn đi dạo, lúc tôi trở lại, các vị một đường đi theo tôi, tôi còn tưởng rằng gặp cướp. Cha Tấn Bắc cười nói, cậu có cái gì đáng để cướp sao? Trương Dương nói, tôi vừa nghèo vừa đói, quả thực không có gì đáng giá để cướp, nhiều nhất cũng chính là còn có vài phần tư sắc. Đầu năm nay, rượt tiền thì tôi không sợ, chỉ sợ có người cướp sắc của tôi. Mặt thằng này dày gần bằng mình mặt cười cha tấn bắc và khâu phượng tiên đều nở nụ cười trương dương nói tổng giám đốc cha lần này tới đông giang có phải có chuyện quan trọng hay không cha tấn bắc mỉm cười nói nghe nói cuộc chiêu thương của tân thành đông giang các cậu đang hừng hực khí thế cho nên tôi qua khảo sát một chút nhìn xem có hạng mục thích hợp với tôi hay không trương dương biết cha tấn bắc là ăn nói lung tung bởi vì thân phận hiện nay của mình cho nên cha tấn bắc mới nói nói như vậy mục đích của thằng nhãi này lần này đi tới đông giang là thực hiện âm mưu Trương Dương nói, Bình Hải gần đây chính là không yên ổn. Cha Tấn Bắc nói, tôi nghe nói Chủ tịch tỉnh Tống tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, Trương Dương, sau này tại Bình Hải, phải dựa vào cậu chiếu cố nhiều hơn nữa. Lời này làm cho Trương Dương nghe thấy rất khó chịu, cha Tấn Bắc rõ ràng là ám chỉ Trương Dương hắn sau này bởi vì quan hệ với Tống Hoài Minh mà thu hoạch được đề thăng, con rể của bí thư tỉnh ủy và con rể của Chủ tịch tỉnh vẫn là tranh lệch không ít. Trương Dương nói, ai làm bí thư tỉnh ủy cũng sướng bằng chính mình làm, tổng giám đốc cha, anh trai của anh không phải là trưởng ban cha sao. Nếu không anh nói với ông ấy, hiện tại Bình Hải còn thiếu một chức chủ tịch tỉnh, trực tiếp đem tôi bổ sung vào là được. Tuy rằng cha Tấn Bắc có chút biết tính Trương Dương, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể nói ra loại lời này, thằng nhãi này nói thiệt hay giả. Lại có thể vọng tưởng từ một cán bộ cấp xử một bước lên trời trực tiếp ngồi trên bảo tỏa của cán bộ cấp tỉnh, không phải là muốn làm quan tới điên rồi chứ? nhưng cha tấn bắc lập tức liền ý thức được trương dương nói lời này là chiêu chọc chính mình. vừa rồi mình ám chỉ hắn dính nhiều ánh sáng của tống hoài minh, đó là người ta trả thù qua. cha tấn bắc cười nói tôi cũng không có bản lĩnh đó. nếu tôi có thể làm được, tôi đã không phải đi buôn bán. trương dương nói anh muốn làm quan. cha tấn bắc nói đầu năm nay làm quan so với người buôn bán chúng tôi phong quang hơn rất nhiều trương dương nói chỉ nhìn chỗ tốt của người khác cũng không biết sự chua sót phía sau của họ thảo nào nói là chỉ nhìn kẻ trộm ăn thịt không thấy kẻ trộm chịu đòn tôi trái lại cảm thấy thương nhân các vị rất thoải mái không có nhiều điều lệ chế độ như thế ngủ cứ thoải mái lúc nào dậy thì dậy kiếm tiền đếm tới mỏi tay vui vẻ thì quyên tiền tài trợ lấy một cái danh tiếng người làm từ thiện thật là tốt mất hứng thì trốn thuế lậu thuế dù sao trong thể chế có nhiều lỗ thủng như vậy nhất định là có chỗ để chui Cha Tấn Bắc nghe ra được thằng nhãi này quanh co lòng vòng nói móc chính mình, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói, mỗi nghề đều có khó khăn của riêng mình, ai cũng đều không dễ dàng, nếu như cậu cam tâm tình nguyện, hai ta thay đổi đi. Trương đại quan nhân nhếch miệng một cái nói, hai ta có sự ưa thích bất đồng, không có cách nào đổi được. Trong lòng cha Tấn Bắc nhất thời bốc lửa lên, thằng nhãi này nói cái gì? Bên ngoài đều đồn đại cha Tấn Bắc là đồng tính luyến ái, lời này của Trương Dương chính là ngầm nói khai y bất quá cha tấn bắc vẫn là ngăn lại cơn tức, đối với Trương Dương Y cũng tính là có chút hiểu biết, tiểu tử này không dễ chọc, đắc tội với hắn đối với mình không có chỗ tốt. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Cha, tin tức của anh hẳn là linh thông hơn nhiều so với tôi, kiều ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cha Tấn Bắc nói, tôi trải qua buôn bán nhiều năm như vậy mà vẫn có thể làm được an an ổn ổn, điểm quan trọng nhất là không bàn quốc sự, phải phân biệt buôn bán và chính trị cho rõ ràng. Chuyện mà tôi không nên để ý, tôi cũng không nhúng tay. Trong lòng Trương Dương nói người thật dối trá đi, vừa rồi còn ở trong quán trà mộ xuân tiến hành dùng lợi dụ thuyết phục đối với Diêm Quốc Đào, lúc này còn giả bộ làm người tốt, người có thể gạt được người khác, muốn gạt ta, không có cửa đâu. Cha Tấn Bắc nói, bất quá lần biến động chính trị này của Bình Hải trái lại có lợi cho cậu đó. Trương Dương nở nụ cười, tôi lăn lộn tại trong thể chế lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng trông cậy vào người khác giúp tôi, tất cả đều là dựa vào năng lực của chính mình, một mình một vết chân đi tới, kỳ thực trên chính trị, dựa vào ai cũng đều không đáng tin cậy, sau cùng còn phải trông cậy vào chính mình, tổng giám đốc cha, việc buôn bán của anh hình như cũng phải dựa vào chính mình đi. Cha Tấn Bắc nói, không thể không như vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Hai người ngươi một lời ta một chữ, giữa đây đó đều là lời nói gian dối, lộ ra một cổ mùi vị đầy dối trá, trong lòng cha tấn bắc hoài nghi Trương Dương đã sớm theo dõi mình, lại không biết hắn có thấy chính mình và Diêm Quốc Đào gặp mặt hay không. Bất quá cha tấn bắc tin tưởng nuôi dung nói chuyện giữa y và Diêm Quốc Đào sẽ không bị người khác biết, y căn bản sẽ không thể nghĩ đến thính lực của Trương Dương xuất chúng như vậy, mặc dù là cách vách tường cách âm, vẫn có thể nghe rõ ràng lời bọn họ nói. Trương Đại Quan Nhân cũng không có lập trường chính trị rõ ràng gì, là do tính cách của hắn quyết định, lập trường của hắn bình thường đã bị cảm tình ảnh hưởng trong cái nhìn của hắn, cha tấn bắc đã bị hắn định nghĩa là kẻ âm mưu, là một trong những kẻ phía sau dẫn đến nguy cơ lần này của kiều gia. đương nhiên trương dương cũng không có đem tất cả quy tội đến trên đầu cha tấn bắc. hắn cho rằng cha tấn bắc còn chưa có cái năng lực đó. mặc dù là cha tấn bắc rất có tiền, cũng có chút bối cảnh, nhưng tất cả điều này cũng không đủ để chống đỡ cho cha tấn bắc có thực lực đối đầu với kiều gia. trên thực tế nhân vật tại trong nước có thể cùng kiều gia công nhiên đối kháng tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Khâu Phượng Tiên nói, đối với đàn ông không gì cần hơn tiền tài và đàn bà, chuyện cảm thấy hứng thú chính là chính trị, nhưng tại trong mắt phụ nữ chúng tôi, chính trị là một chuyện khô khan chán nản nhất trên đời này. Trương Dương cười nói, nếu như một việc mà cô vĩnh viễn không muốn làm, cô cũng sẽ rất ít quan tâm, thế nhưng nếu như một việc quan hệ đến thân nhân của cô, bạn bè của cô, như vậy cô sẽ tự nhiên mà quan tâm tới. Trận phong ba chính trị lần này ở Bình Hải có quan hệ đến lợi ích thiết thân của rất nhiều người, hiện tại trong lòng quan viên Bình Hải từ trên xuống dưới đều rất thấp thỏm, tuy rằng chỉ là có một hai vị trí chống ra, nhưng lại quan hệ đến toàn bộ quan trường của Bình Hải, ai tới bổ sung vị trí chống này có khả năng sẽ tạo thành biến động lớn trên quan trường. Cha Tấn Bắc cười nói, tuy rằng tôi không phải người trong quan trường, thế nhưng tôi đối với loại chuyện này cũng biết một chút, cấp trên sẽ không làm cho biến động liên quan đến nhiều nhân viên, điều chỉnh lần này của Bình Hải sẽ không quá lớn. Trương Dương cười tủm tỉm nói, Tổng Giám Đốc Cha, anh khẳng định biết không ít tin tức, đối với tôi là quá không thẳng thắn thành khẩn đó. Cha Tấn Bắc ha ha cười nói, tôi biết được cũng chỉ là một ít lời đồn đại, tôi cũng không tiện nói lung tung. Trương 1249, An ninh quốc gia 1 Trương Đại Quan Nhân trước nay là người thông tình đạt lý, nếu hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm, hắn sẽ tức giận cực điểm. Trước khi Trương Bích Quân đến, Trương đại quan nhân đã sốc bú lên, đập nát thiết bị theo dõi tinh xảo trong xe Naveco, hắn đang chút giận chứ không phải là đang hủy chứng cớ. Qua điện thoại, Trương Bích Quân cũng nhận thấy sự giận dữ của Trương Dương, trên đường tới cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để hứng chịu sự giận dữ này. Trương Dương tuy không dễ đối phó nhưng cô cũng không sợ hắn. Cô vẫn quyết định một mình đi vào khu biệt thự này, thấy ba tên thủ hạ bị đánh cho tơi bời cô lại cảm thấy không thương hại đồng tình gì chúng, Chẳng có ai lại đồng tình với kẻ yếu, đã không lợi hại bằng người ta còn bị người ta cầm tù. Ba tên đặc vụ an ninh quốc gia cũng bị Trương Dương khống chế, vẻ mặt đầy sự xấu hổ, trước buổi tối hôm nay, họ vẫn tự khoe khoang ta đây cao thủ, nhưng hôm nay quyết đấu với Trương Dương, ba người căn bản không có cơ hội trả đòn, bị Trương Dương khống chế hết, không những thế lại bị ăn tới 9, 10 cái bạt tai. Bây giờ mà soi mặt vào gương không khéo chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Trương Đại Quan Nhân đánh người đập tan xe xong, tâm trạng có vẻ ổn định hơn. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn về phía Trương Bích Quân, vẻ mặt lạnh lùng, "Tôi không có nhiều thời gian, cũng không có tính nhẫn nại." Trương Bích Quân cười, chỉ tay về phía ba tên thủ hạ, "Cậu không định giam giữ bọn họ cả đời đấy chứ?" Trương Dương xua tay, "Cút hết mau, đừng để tao nhìn thấy chúng mày nữa, nếu còn gặp lần nữa ta sẽ đánh thẳng tay không tha." ba tên thảm hại lê lết bỏ chạy ra ngoài, đến nhìn cũng không dám nhìn lại. Trương Bích Quân đi đến ngồi bên cạnh Trương Dương, giọng nhẹ nhàng, cậu giờ đến cách tiếp khách tối thiểu cũng quên rồi nhỉ trước đây quan hệ giữa hai người tương đối tốt. Trương Dương cười lạnh lùng, mời ngồi sao, mời uống trà, không cần phải thế, cục trưởng Trương, cô đã coi nơi đây như nhà của mình rồi, tôi còn không thông thạo nơi này bằng cô. Trương Bích Quân nói, tôi tới cùng là vì muốn giải thích với cậu về việc này. Trương Dương nhìn thẳng vào hai mắt của Trương Bích Quân, nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra sự việc này, chắc không cần phải giải thích đâu nhỉ. Trương Bích Quân đáp, tôi hiểu tâm trạng của cậu, xảy ra sự việc như vậy, ai rơi vào hoàn cảnh đó tức giận cũng là đương nhiên. Biết tôi sẽ tức giận sao còn làm vậy? Trương Bích Quân thở dài, Trương Dương, trước đây cậu cũng từng là người của tổ chức, cậu chắc hiểu rõ những phương pháp làm việc của tổ chức. Tôi không hiểu, bất cứ việc gì cũng có điểm mấu chốt của nó giờ giữa tôi và các cô đã phân rõ giới hạn, tôi là một công dân bình thường, các cô dựa vào cái gì mà theo dõi tôi? Hành động này có khác gì bọn đầu trộm đuôi cướp không? Trương Bích Quân không vì mấy lời chỉ trích của Trương Dương mà tức giật, nhưng cô ta cũng không cảm thấy chút xấu hổ và ái náy nào, sự việc như thế là bình thường, Trương Bích Quân nói tối nay có phải cậu đã gặp cha Tấn Bắc? Trương Dương đáp, cô cũng thật quan tâm với tôi, theo dõi tôi bao lâu rồi thế? nghĩ đến việc cục an ninh quốc gia theo dõi mình đã lâu, Trương đại quan nhân lại càng tức giận, không biết bọn họ đã nắm được bao nhiêu điểm sơ hở của mình trong tay. Trương Bích Quân nói, "Trương Dương, Hình Chiêu Huy đã bỏ trốn rồi." Tin này khiến cho Trương Dương tương đối kinh hãi, hắn biết cục an ninh quốc gia đã điều tra Hình Chiêu Huy khá lâu, Trương Bích Quân bây giờ nhắc đến từ bỏ trốn, hẳn là đã định tội Hình Chiêu Huy. Trong ấn tượng của Trương Dương về Hình Chiêu Huy, gã cũng là một lãnh đạo tốt, biết đối nhân xử thế khuôn mặt gã hiền từ như phật di lặc lại rất chiếu cố tới trương dương gã từng giúp đỡ trương dương nhiều việc từ góc độ tình cảm mà nói trương dương không hề tin việc hình chiêu huy là kẻ phản quốc trương bích quân nói tiếp căn cứ theo chứng cứ mà chúng tôi nắm được hình chiêu huy là gián điệp hai mang gã đã bán đứng tình báo nội bộ của tổ chức phá hoại nhiều mắt xích liên lạc địa phương của chúng tôi vậy nên cũng đã không ít đồng chí đã hy sinh trương dương không nói gì hắn nửa tin nửa ngờ nhìn trương bích quân vậy việc này có liên quan gì tới tôi trương bích quân đáp trương dương cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra trên thế giới này không có bí mật gì là vĩnh viễn cả trương dương nói ý gì vậy cô hãy nói rõ ra đi trương bích quân lấy ra một túi hồ sơ đặt ra trước mặt trương dương hắn mở túi hồ sơ ra bên trong chứa hồ sơ bí mật về hắn những lần gặp gỡ giữa hắn và hình chiêu huy đều được ghi chép trong đó trương đại quan nhân không nói gì xem ra giao dịch ngầm của hắn và hình chiêu huy đều bị Cục An ninh Quốc gia nắm được. Trương Bích Quân nói, chúng tôi đã nghi ngờ hình chiêu huy rất lâu, trong thời gian đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra mọi phương diện về hắn. Bên cạnh hình chiêu huy cũng có tai mắt của chúng tôi cài vào, vậy nên, sự việc giữa hai người. Chúng tôi đều nắm được. Trương Dương đáp, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trương Bích Quân đáp, đó là vì an ninh quốc gia, tôi vẫn luôn đề cao cậu, tôi tin rằng cậu không hề biết bộ mặt thật của hình chiêu huy, từ bấy đến giờ lâu như vậy nhưng cậu chưa hề làm việc gì gây hại đến an ninh quốc gia, tôi cũng biết rõ công lao của cậu. Trương Dương đáp, tôi thừa nhận, tôi đã từng làm thủ hạ dưới tay hình triệu huy một thời gian, có thể nói là theo cách thức hợp tác, tôi giúp gã giải quyết vài chuyện, nhưng tất cả những gì tôi làm tuyệt đối không gây hại đến an ninh quốc gia. Những việc gã nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải là chuyện gì xấu trương bích quân nói gã cũng giúp cậu làm không ít chuyện nhỉ cô dừng một lúc sự việc tần manh manh vượt ngục chắc cũng không cần tôi nhắc nhở cậu trương đại quan nhân đương nhiên không dễ dàng thừa nhận chuyện này hắn giả vờ hồ đồ nói tôi không hiểu cô đang nói gì nữa nhưng trong lòng hắn hiểu rõ trương bích quân biết rất nhiều chuyện mà hắn đã làm trương bích quân đáp trước khi hình chiêu huy bỏ trốn gã vẫn nằm trong tầm khống chế của chúng tôi gã đã thừa nhận nhiều sự việc trọng yếu trong đó có cả việc giúp đỡ tần manh manh vượt ngục Trương Dương nhớ tới việc lần trước Hà Trường An về nước cách đây không lâu, sau đó lợi dụng ảnh hưởng của Kiều lão mà gây áp lực ỉm sự việc đi. Thì ra chuyện này do chính cục an ninh quốc gia tiết lộ. Trương Bích Quân nói: "Trương Dương, tôi biết cậu có mối giao hảo với hình Triệu Huy, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, bất cứ ai cũng không thể chỉ nhìn nhận bằng vẻ bề ngoài, hình Triệu Huy là một tên gián điệp hai mang cực kỳ nguy hiểm. Gã đã lợi dụng thân phận của mình để thu thập nhiều tin tình báo trọng yếu của nội bộ cục an ninh quốc gia." sau đó bán thông tin ra ngoài, kiếm chắc tư lợi khổng lồ. Trương Dương đáp, gã có phải là gián điệp hai mang hay không không liên quan gì đến tôi, chuyện của cục anh ninh các cô cũng không liên can gì đến tôi. Tóm lại, bây giờ tôi là một công dân bình thường, tôi không mong muốn các người quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi, nếu sau này còn phát sinh chuyện tương tự như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không khoan nhượng nữa. Trương Bích Quân đáp, hình chiêu huy có thể chạy thoát khỏi nơi chúng tôi giam giữ gã là do có kẻ giúp gã, chúng tôi nghi ngờ còn có kẻ đồng đảng trong nội bộ Cục An ninh Quốc gia. Vậy nên các cô nghi ngờ tôi, cho nên các cô dùng thủ đoạn đê hèn này để giám sát tôi. Trương Bích Quân đáp, lợi ích quốc gia cao hơn hết thảy, hình chiêu huy là nhân vật nguy hiểm nhất đe dọa đến an ninh quốc gia từ trước tới nay, chúng tôi phải làm mọi cách để tìm được gã. Trương Đại Quan Nhân cười lạnh lùng, đến giờ cô vẫn nghi ngờ tôi. Nếu lần này không bị tôi phát hiện ra, hẳn còn tiến hành một loạt các hành động để nhầm vào tôi trương bích quân nói chúng tôi đã đánh giá thấp tính cảnh giác năng lực của cậu trương dương đáp cục trưởng trương cho đến giờ tôi vẫn duy trì tự khắc chế tương đối ba người đặc quân của các cô một kẻ thì phi đao một kẻ dùng súng bắn tôi còn một kẻ định lái xe tông vào tôi nếu không phải may mắn thì tôi đã bỏ mạng tối nay rồi trương bích quân nói họ không có ác ý gì với câu đâu trương dương đáp lại rút lại câu này đi bây giờ tôi nói rõ ràng với cô nhé bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất là các cô hãy thu hồi lại những hành động nhằm vào tôi. Nếu nhân viên của Cục An ninh Quốc gia còn xuất hiện xung quanh tôi nữa, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá bằng máu, tôi xin thề. Trương Bích Quân đáp, Trương Dương, cậu tốt nhất đừng nói chuyện với tôi bằng những lời lẽ như vậy. Trước đến giờ tôi vẫn rất khâm phục cậu, cũng coi cậu nhưng bằng hiếu. Lần hành động này cũng không hẳn nhằm vào cậu, chúng tôi chỉ muốn tìm hình chiêu huy, nếu chúng tôi muốn đối phó với cậu, thì cũng không cần dùng phương cách này. Trương Dương đương nhiên nghe ra ý của Trương Bích Quân, cô ta đang uy hiếp lại hắn, cô ta còn có nhiều phương pháp khác để đối phó với hắn. Trương Đại Quan Nhân có phần tức giận, hắn gật đầu một cách hằn thù, được, ý kiến hai bên đã rõ ràng như vậy thì cũng không cần phải tiếp tục bàn luận làm gì, cục trưởng Trương, hy vọng tổ chức của các cô tự thu xếp nhá. Trương Bích Quân thở dài, cô hiểu Trương Dương đã không muốn nói chuyện tiếp với mình nữa, đành chậm rãi đứng lên. Đi được hai bước, cô dừng lại, có thể cậu không hiểu rõ, nhưng so với lợi ích quốc gia, sự được mất của một người căn bản không là gì cả. Sự việc hình chiêu huy là việc gây hại lớn cho quốc gia, cho cả tổ chức của chúng tôi. Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu tôi gặp gã, tôi sẽ tự tay đưa gã tới đồn công an. Trương 1250, An ninh quốc gia 2 Trương Bích Quân nói, có việc này cậu chưa hề biết, vì chuyện của Tần Manh Manh, Hà Trường An đã trả một khoản tiền lớn, khoản tiền này tổ chức cũng không chi tình, có chứng cứ chứng minh rằng hình chiêu huy đã lợi dụng chuyện này nhiều lầm dọa nạt Hà Trường An. Trương Dương nói chặn lời, đã khuya rồi, cục trưởng Trương đi về thong thả nhé. Hắn nói thẳng câu đuổi khách về. Câu nói sau đó của Trương Bích Quân làm cho Trương Dương cảm thấy ngạc nhiên, trợ thủ đắc lực nhất của tôi là dạ oanh đã bị mất tích, cô ấy bị mất tính trên đường đuổi theo tung tích của hình chiêu huy. Trương Đại Quan Nhân trong lòng dao động, gì cơ? Trương Bích Quân lắc đầu, không nói thêm gì nữa, cô mặc áo khoác vào rồi đi vào về phía bóng đêm. Trương Dương tin vì qua chuyện tối nay, sau những hành động của hắn, Cục An ninh Quốc gia tất nhiên sẽ phải thu lại cử động, nhưng họ sẽ không từ bỏ. Trương Đại Quan Nhân hiểu rất rõ phương cách hàng xử của Cục An ninh Quốc gia, vì lợi ích an ninh quốc gia, bảo vệ trị an quốc gia họ có thể sử dụng mọi thủ đoạn đúng luật cũng như phi luật pháp. Trương Bích Quân tuy đã tiết lộ rất nhiều tin nội bộ cho Trương Dương, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói đó. Đối với Trương Dương mà nói, việc cấp bách bây giờ là phải áp dụng một loạt các biện pháp để chống lại sự giám sát và theo dõi khắp nơi của Cục An ninh Quốc gia. Trương Dương nghĩ tới đầu tiên là Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Trí. Triệu Thiên Tài là là một thiên tài máy móc điện tử, Ngũ Đắc Trí là chuyên gia phá bom, gã cũng đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm cho an ninh quốc gia, hai người này chắc hẳn sẽ giúp đỡ được hắn đối phó lại sự theo dõi của Cục An ninh. Thời gian này Ngũ Đắc Chí cũng ở xưởng sửa chữa ô tô của Triệu Thiên Tài tại Nam Tích để giúp đỡ, vết thương trên người gã đã lành nhưng để lại vết sẹo lớn, vì vậy gã thường băng người kín mít. Trương Dương vui vẻ đi đến, hắn ôm mỗi người một cái nhiệt tình, vỗ vai phải Ngũ Đắc Chí rồi nhìn khuôn mặt bị che kín hơn một nửa bởi khẩu trang và kính đen nói: "Thế nào rồi? Sức khỏe đã dần hồi phục rồi chứ?" Giọng nói của Ngũ Đắc Chí hơi khàn khàn, nhưng cũng đã khá hơn lần gặp trước, vẫn ổn, có thể đi lại cử động được rồi cậu dạy cho tôi độc thủ đao tôi cũng đã luyện gần được rồi. Thiệu thiên tài phía bên kia nói thêm vào, sân xưởng ô tô này đều đã trở thành nơi luyện công cho cậu ta. Này nào cũng đúng 5 giờ thức dậy là luyện đao, gần đây tiến bộ không nhỏ, lâu rồi chưa thấy cậu ta đập sống đao lên đầu. Câu này vừa nói ra đều làm mọi người xung quanh cười ầm lên. Trương Dương biết sau khi mất đi cánh tay phải, ngũ đắc chí gặp khó khăn lớn trong việc giữ cân bằng cho thân thể, muốn đạt được trạng thái điều hòa như trước kia tất phải khổ công luyện tập, Trương Dương dạy gã phương pháp độc thủ đao để tiến hành luyện tập tính điều hòa. Lúc bắt đầu chắc chắn rất khó khăn, khó tránh khỏi va chạm cơ thể. Vậy nên Trương Dương đã dặn ngũ đắc trí, ban đầu lúc mới luyện tập phải dùng loại đao gỗ phủ vừa tay mình, tránh sát thương bản thân. Ngũ đắc trí và triệu thiên tài nhận được điện thoại của Trương Dương liền đến luôn, thậm chí còn không hỏi xảy ra chuyện gấp gì. Trương Dương là ân nhân cứu mạng hai người, chỉ cần Trương Dương nói một câu, họ dù nhảy xuống biển lửa cũng không từ. Ngũ Đắc Chí hỏi, có chuyện gì vậy? Trương Dương gọi hai người đến trước chiếc xe Naveco, phía an ninh quốc gia còn chưa kịp cử người đến lôi chiếc xe rách nát này về. Đại khái là xe đã bị Trương Dương phá tan tành, họ nghĩ nó cũng chẳng còn giá trị gì. Ánh mắt của Ngũ Đắc Chí đột nhiên xứng ra, gã làm cho Cục An ninh Quốc gia bao năm, chỉ cần nhìn qua cũng nhân ra trong đó có nhiều thiết bị của An ninh Quốc gia. Ngũ Đắc chi vào trong xe, Nhìn qua hiện trường đống đổ nát các thiết bị theo dõi, nhỏ giọng nói, đây là xe của cục an ninh quốc gia à? Trương Dương gật, hắn dẫn họ vào biệt thự rồi kể lại tình hình cục an ninh quốc gia đã đập thiết bị theo dõi và giám sát quanh đây cho họ. Khi Triệu Thiên Tài nghiên cứu các thiết bị này thì Trương Dương và Ngũ Đắc Chí Di vào phòng khách, gã nói cục an ninh quốc gia theo dõi cậu. Trương Dương gật, tối qua tôi mới phát hiện ra, tổng cộng có 3 đặc vụ bị tôi đánh cho một trận, họ đều do cục an ninh phái đến thủ hạ của trương bích quân ngũ đắc trí không nói gì gã bỏ khẩu trang ra khắp mặt đều là vết sẹo gã lôi ra điếu thuốc trong túi áo châm lửa hút vì sao cô ta lại muốn theo dõi cậu trương dương không cần phải giấu giếm ngũ đắc trí hắn kể lại toàn bộ nguyên nhân và hậu quả sự việc tối qua cho gã nghe ngũ đắc trí than còn nhớ lời mà tôi đã nói với cậu lúc đầu không tốt nhất hãy tránh xa cục an ninh quốc gia trương dương đáp không phải tôi muốn đi chọc vào bọn họ là họ chủ động đến gõ cửa nhà tôi. Ngũ Đắc Trí đáp, Cục An ninh Quốc gia hành sự vốn nổi tiếng là kiên nhẫn và lì lợm, không đạt được mục đích họ thề không từ bỏ. Cậu bị bọn họ theo dõi e là cuộc sống sau này không yên ổn chút nào. Trương Đại Quan Nhân không kìm nổi tức giận nói, mẹ chúng nó dám. Ngũ Đắc Trí nói, hai năm gần đây, có nhiều bộ ngành của quốc Quốc An cũng gặp phải phiền toái, vẫn đang nghi ngờ trong nội bộ có nội gián, trương dương đáp lại chúng nói hình chiêu huy là nội gián tôi nghe mà không hề tin ngũ đắc trí đáp nội gián hai cái chữ này không có viết trên mặt chuyện dính dáng đến cục an ninh quốc gia tôi không tham gia đâu vụ án nổ bom lần trước không những đã gây ra tổn thương nghiêm trọng về thân thể ngũ đắc trí mà còn làm tổn thương cả đến nội tâm của gã đến tận bây giờ vẫn còn chưa lành sự vụ này cũng ảnh hưởng tới tình cảm giữa gã và đông tú tú lòng tự ti về mình của ngũ đắc trí đã gây trở ngại tình cảm giữa hai người cũng vì thế mà ngũ đắc trí đã quyết định rời khỏi cục an ninh quốc gia cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức trương dương nói nhưng cục an ninh theo dõi tôi tôi chỉ lo sau này ngồi ăn cơm nói chuyện đi ngủ hay thậm chí vào nhà xí cũng có người theo dõi cứ nghĩ đến việc này là tôi thấy như ngồi trên tấm đinh bố nó tôi bây giờ đến ngủ cũng không yên ngũ đắc trí cười không nghiêm trọng đến mức đấy họ cũng không giỏi như thế đâu không phải đã bị cậu phát hiện ra sao trương dương nói cậu hiểu rõ thủ đoạn hành sự của họ hẳn là có thể cảnh báo một chút cho tôi ngũ đắc trí đáp tôi đi xem thiết bị theo dõi trong chiếc xe kia đã xem xem có phát hiện ra không tôi nghĩ chiếc xe này cục an ninh chắc sẽ cử người đến kéo về ngũ đắc trí bên này vừa đi thì triệu thiên tài từ trong đi ra y đã tháo tung bộ phận thiết bị nghe theo dõi cấu tạo cũng không phức tạp triệu thiên tài còn phát hiện ra bên trong điện thoại cố định cũng bị gắn thiết bị nghe lén. Còn Trương Đại Quan Nhân lúc này vừa chửi mắng lũ theo dõi đáng ghê tởm này, vừa đưa điện thoại cho Triệu Thiên Tài, nhờ y kiểm tra giúp. Triệu Thiêu Tài kiểm tra điện thoại của Trương Dương nhưng không có vấn đề gì. Ngũ Đắc Chí khi xem xét chiếc xe cũng phát hiện ra vài điều, tuy Trương Dương đã đập nát các thiết bị trong đó nhưng chiếc xe này vốn được trang bị thiết bị truyền tín hiệu, nghĩa là nội dung mà họ theo dõi được có thể đã truyền đi. Sau khi kiểm tra toàn bộ khu biệt thự, ba người trở vào phòng khách ngồi, vừa uống trà vừa bàn bạc phải làm thế nào để ứng phó lại. Trương Dương nói, việc này không thể bỏ qua như thế được, chúng ta phải trả đòn dùng gậy ông đập lưng ông mới được. Triệu Thiên Tài hào hứng, nghĩa là sao? Cậu nói rõ đi. Trương Dương đáp, nếu họ đã theo dõi tôi thì tôi cũng có thể theo dõi lại được bọn họ. Tối qua Trương Bích Quân đã nói với tôi một số chuyện, nhưng tôi không hề tin lời cô ta vốn tôi cũng không muốn dây dưa gì với cục an ninh quốc gia nhưng họ lại sờ đầu tôi vậy thì phải chơi cùng với họ thôi ngũ đắc trí thở dài cậu muốn chơi thì đi mà chơi một mình tôi không làm trò điên rồ cùng với cậu triệu thiên tài cười tính cả tôi vào nhé trương dương loại thiết bị theo dõi như thế này cũng không phải loại hiện đại nhất trên thế giới tôi cũng từng nghiên cứu qua khi còn ở mỹ rồi ngũ đắc trí nói tôi cần phải nhắc nhở các cậu cứ đùa giỡn kiểu này thực không có lợi gì cho các cậu một khi bị gán tội danh gây nguy hại đến an ninh quốc gia thì chẳng có ai cứu được các cậu đâu triệu thiên tài nó tôi không sợ cùng lắm thì lại trốn sang mỹ triệu thiên tài tham gia tích cực như vậy lý do chủ yếu là việc này có dính dáng đến hình chiêu huy triệu thiên tài có được thân phận trong nước đều là nhờ sự giúp đỡ của hình chiêu huy bây giờ hình chiêu huy bị nghi là phản quốc gã đương nhiên muốn giúp đỡ làm cho rõ ràng trương dương nói tôi không tin hình chiêu huy phản quốc lúc đầu khi ở mỹ nếu không có sự giúp đỡ của hắn trương dương tôi đã gặp phải nhiều phiền toái rồi lúc đầu cả cục an ninh quốc gia đều vứt bỏ tôi chỉ có mỗi hắn là âm thầm trợ giúp tôi người như vậy sao có thể phản quốc được chứ tôi tuyệt đối không tin ngũ đắc trí đáp muốn làm một đặc vụ giỏi trước tiên không thể để tình cảm cá nhân xem vào công việc cậu lại không thể khắc phục được điều này trương dương cười cậu cũng không làm được cậu cũng là một tên làm việc đem cả chuyện cá nhân vào Ngũ đắc trí cũng không phủ nhận điều này, gã trầm tư một lúc, kết cục bây giờ của bản thân gã chính là chứng minh tốt nhất. chương 1251, An ninh quốc gia 3 Triệu Thiên Tài nói, Trương Dương, ý cậu là, cậu nghi ngờ Trương Bích Quân có vấn đề. Trương Dương đáp, tôi cũng chưa nói cô ta có vấn đề, nhưng tôi cảm thấy cô ta nhất định còn giấu tôi nhiều việc. Tôi không tin cô ta điều tra tôi chỉ đơn giản để tìm tung tích của hình chiêu huy, cô ta nói hắn chạy trốn, ai làm chứng chứ? Không thấy tin tức gì của hình chiêu huy, rốt cuộc gã sống hay đã chết còn chưa biết, đương nhiên cô ta nói gì thì sẽ là như vậy. Ngũ Đắc Chí nói, Trương Bích Quân con người cô ta tôi cũng biết rõ, cô ta có địa vị rất đặc thù trong cục an ninh quốc gia, các ban ngành đều chịu theo dưới chướng cô ta, phong cách làm việc vô cùng quyết đoán, so với những ngành an ninh quốc gia đặc thù giống như thế này, phái nữ muốn làm lãnh đạo thường rất khó nhưng cô ta lại làm được hơn nữa lại là một trong những nhân vật có thực quyền nội bộ cục an ninh tuy chưa từng làm dưới quyền cô ta nhưng tôi cũng biết cô ta là việc rất cẩn thận không nể nang thân quen bao giờ trương dương đáp tôi không quan tâm đến phân tranh nội bộ của họ tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng trương bích quân cho người theo dõi tôi là có ý đồ gì tôi chỉ là một nhân vật tầm thường đáng được cục an ninh quốc gia phải ha tâm tổn lực phí công sức đi theo dõi sao triệu thiên tài nói trương bích quân là phụ nữ mà hay là cô ta cũng thích cậu? Trương Đại quan nhân hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thiên Tài, cậu đúng là tên vô vị, tuổi cô ta đáng tuổi mẹ tôi. Lúc này điện thoại của hắn rung chuông, Trương Dương cầm điện thoại lên, hắn có vẻ ý thức được mà nhìn Triệu Thiên Tài một cái, hắn giờ có chút thần hồn nất thần tính, vẫn lo lắng mỗi hành động cử chỉ của mình đều bị cục an ninh theo dõi giám sát. Là cuộc gọi của Khâu Phượng Tiên, cô gọi tìm Trương Dương có việc quan trọng cần nói, Trương Dương hẹn gặp thời gian và địa điểm sau đó cúp máy. Trương Dương nói, Cục An ninh Quốc gia giám sát tôi chắc cũng được một thời gian rồi, tối qua lúc tôi gặp cha Tấn Bắc, họ đã phái người theo dõi. Ngũ Đắc Chí nói, có phải Trương Bích Quân không nói thật với cậu, cô ta phái người theo dõi cậu lần này rốt cuộc là điều tra hình chiêu huy hay liên quan đến cha Tấn Bắc đây? Nếu không thì có phải cô ta muốn theo dõi các cậu làm gì? Trương Dương đột nhiên nhớ tới một việc, trước khi hình chiêu huy mất tích, gã đã bảo hắn điều tra về tập đoàn của cha Tấn Bắc, có một dạo hình chiêu huy nghi ngờ Lưu Khánh Vinh nhà thiết kế cao cấp của tinh toản là gián điệp Đài Loan, lẽ nào mục đích lần này của Trương Bích Quân là nhằm vào Cha Tấn Bắc? Trương Đại Quan Nhân tuy không phải là một kẻ mưu mô, nhưng gần đây trải qua một loạt các sự việc càng khiến cho hắn cảm thấy cảnh giác Cha Tấn Bắc đang cố thuyết phục Diêm Quốc Đào phản bội lại Kiều Trấn Lương. Qua việc này Trương Dương khẳng định Cha Tấn Bắc tuyệt đối không phải là một thương nhân đơn giản tầm thường Cha Tấn Bắc, Khâu Phượng Tiên Lưu Khánh Vinh những người này rốt cuộc là kết nối với nhau bằng quan hệ gì, sau lượng họ là kẻ nào giật dây. Trương đại quan nhân vì thế mà lại nảy sinh ý niệm điều tra rõ ràng. Triệu Thiên Tài nói, nếu phía cục an ninh theo dõi cậu là vì cha Tấn Bắc, vậy tên cha Tấn Bắc này ắt có vấn đề. Trương Dương đáp, tên cha Tấn Bắc này thực sự là có vấn đề, tôi nghi ngờ gã có liên quan đến những sự vụ chính trị lần này của Bình Hải, hơn nữa có tới 90% gã dính dáng đến chuyện của Kiều Bằng Cử. Trương Dương bây giờ mới nói ra chuyện cha tấn Bắc xúi dục diêm quốc đào. Triệu thiên tài không hiểu nhiều về chuyện chính trị quốc gia còn ngũ đắc chí lại tương đối hiểu biết về lĩnh vực này nên vừa nghe Trương Dương kể gã cao mày nói, Trương Dương, cậu càng nói, tôi càng cảm thấy việc này rất kỳ lạ, mục tiêu của Cục An ninh có lẽ thật sự không phải là hình chiêu huy. Gã bình tĩnh phân tích, theo cách nói của Trương Bích Quân, hình chiêu huy đã bỏ trốn, nếu hình chiêu huy bị định tội là gián điệp hai mang, hắn đã phạm tôi phản quốc, tội nặng như vậy nếu bị bắt lại hậu quả càng nghiêm trọng, nói cách khác khả năng hắn còn ở trong nước là rất thấp. Trong tình hình như vậy, hắn làm sao có thể liên lạc với cậu? Hắn đã làm việc nhiều năm ở Cục An ninh, hiểu rõ phương thức làm việc của tổ chức hơn cả chúng ta. Lý do Trương Bích Quân định thông qua theo dõi cậu để truy tìm tung tích hình chiêu huy quả thực là quá gượng ép. Trương Dương nói, Trương Bích Quân còn cho tôi xem qua một bản tài liệu, việc giữa tôi và hình chiêu huy mà chỉ có hai người mới biết cô ta nắm rõ như vậy hẳn là do hình chiêu huy đã chủ động khai ra ngũ đắc trí lại nói cục an ninh muốn bắt người khai ra sự thực họ sẽ có rất nhiều cách hình chiêu huy có bỏ tốn hay không rốt cuộc bây giờ đang ở đâu tất cả đều là do trương bích quân nói ra hay nói cách khác dù sao chúng ta cũng không biết hắn ở đâu cô ta nói gì thì là như thế trương dương gật đầu đúng vậy xem ra cô ta không nói với tôi sự thật ngũ đắc trí đáp có một điểm có thể kết luận Nhất định cậu có thứ mà tổ chức cảm thấy hứng thú, theo kinh nghiệm của tôi, họ tuyệt đối sẽ không dừng việc chú ý tới cậu khi chưa đạt được mục đích. Trương Đại quan nhân ngẫm lại thấy cũng có nhiều sự việc giống hệt như lời Ngũ Đắc Chí nói, sau này thì gặp nhiều phiền toái đây, dù hắn có gặp đặc vụ là đánh thì việc bị theo dõi trong thời gian này cũng thật rất khó chịu. Triệu Thiên Tài nói, vậy có nghĩa là cục quốc an sau này sẽ còn theo dõi Trương Dương, sau này cậu ta muốn làm chuyện xấu cũng không được nữa rồi. Ngũ đắc trí đáp, muốn quốc an mất hứng thú với cậu thì có hai cách. Thứ nhất, cậu hãy nhanh chóng chứng minh mình không có giá trị để cho họ theo dõi. Thứ hai, cậu phải làm rõ mục đích của họ, phối hợp và hợp tác với họ. Trương Dương nói, thế chẳng khác nào tôi cam tâm tình nguyện để bọn họ lợi dụng. Ngũ đắc trí thở dài, dù cậu có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cá nhân, tính thêm cả hai chúng tôi là ba người, dựa vào thực lực của chúng ta để đo sức với quốc an là điều quá hoang tưởng hão huyền. Ngũ đắc chí lắc đầu, mặt cười một cách đau khổ. Trương Dương nói, mặc kệ, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu xâm phạm ta ta nhất định phải phạm người. Việc của Cục Quốc An tạm gác sang một bên, tôi phải điều tra rõ về cha Tấn Bắc mới được. Ngũ đắc trí đáp, việc này vẫn có thể coi là một quyết định sáng suốt, việc cậu muốn điều tra Cục Quốc An thực không có khả năng. Gã chỉ vào chiếc xe Naveco bên ngoài nói, Quốc An sẽ không bỏ các thiết bị của họ ở đó đâu, Trương Dương, tôi tin họ nhất định sẽ tìm cậu để đàm phán điều kiện. Trương Dương nói, tôi chẳng hứng thú gì với điều kiện của họ, có phải việc tôi phải làm cho rõ ràng trước khi họ tìm tôi đàm phán điều kiện. Ngũ Đắc Chí nói tiếp, cậu vẫn muốn điều tra cha Tấn Bắc. Trương Dương gật đầu, hắn cũng vừa nói qua chuyện này, kỳ thực ban đầu khi hắn gia nhập Cục Quốc An, hình Chiêu Huy đã phân công hắn làm công việc này, nhưng thời gian đó Trương Đại Quan Nhân chỉ làm để ứng phó, những việc hắn làm cho tổ chức đều là thật nhưng là những việc gấp bắt buộc, bất quá phải làm. Rất ít khi hắn chủ động làm việc cho tổ chức, bây giờ Hình Chiêu Huy lún sâu vào kiếp nạn, lại nhớ tới vị cấp trên ngày xưa này Trương Đại Quan nhân đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Điều tra tra tấn Bắc việc này có thể coi là hoàn thành một tâm nguyện của Hình Chiêu Huy, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, những lời đối thoại giữa tra tấn Bắc và Diêm Quốc Đào càng làm cho Trương Dương cảm thấy cảnh giác hắn đã nhận định rằng cha tấn Bắc tuyệt đối không phải là một tên thương nhân tầm thường, phía sau người này chắc chắn có rất nhiều bí mật. Ngũ Đắc Trí tuy không muốn dây dưa gì với quốc an, nhưng lần này là Trương Dương gọi gã đến, hiển nhiêu không phải chỉ nhờ mình phân tích vấn đề, Trương Dương rõ ràng cần sự giúp đỡ của gã. Bất luận thế nào dù là từ góc độ ân tình của Trương Dương đối với gã hay là tình bằng hữu mà nói, Ngũ Đắc Trí đều không thể khoang tay đứng nhìn, Tuy Triệu Thiêu Tài là kỳ tài về máy móc điện tử còn Trương Dương là cao thủ kiêm cả trong lẫn ngoài nhưng nếu nói đến công việc tình báo, họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Trương Đại Quan Nhân đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch của hắn. Kế hoạch được bắt đầu từ Khâu Phương Tiên, tiến hành theo dõi Khâu Phương Tiên, tốt nhất là gắp thiết bị nghe trộm trên người Khâu Phượng Tiên, như vậy có thể nghe được những cuộc nói chuyện bí mật giữa Ả và Cha Tấn Bắc, điều tra rõ rốt cuộc giữa hai người này có bí mật gì. Ngũ Đắc Trí đứng ngoài quan sát hai kẻ nghiệp dư Trương Dương và Triệu Thiên Tài trù mưu tính kế, cuối cùng cũng không nhiều được, trình tự tiến hành kế hoạch của các cậu sai rồi, cứ theo dõi một cách không mục đích như vậy sẽ chẳng có hiệu quả đâu, hơn nữa các cậu thiếu thốn các thiết bị hữu hiệu, kế hoạch vừa rồi hoàn toàn không thể thực hiện được. Triệu Thiên Tài nói, sao lại không thể thực hiện được, tôi có thể chế tạo ra một thiết bị theo dõi, Trương Dương sẽ tận dụng cơ hội gặp mặt để gắn thiết bị theo dõi lên người khâu phượng tiên, sau đó chúng tôi có thể thông qua định vị GPS, có thể dễ dàng tìm được vị trí của cô ta. Trương Dương nói tiếp, chỉ cần có thể tìm thấy vị trí của cô ta, tôi tất sẽ có biện pháp nghe lén nội dung nói chuyện. Trương 1.252, lựa chọn hợp tác 1. Ngũ đắc trí đáp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, kể cả việc theo dõi người khác, trước tiên phải điều tra rõ về thông tin của họ, việc các cậu cần làm bây giờ không phải là theo dõi mà là thu thập tư liệu thông tin. Gắn máy theo dõi lên người khâu Phượng Tiên, thế mà các cậu cũng nghĩ ra. Các cậu coi ai cũng ngu mốc sao? Trương Dương nói, vậy cậu nói cho tôi biết, làm thế nào để tra được tư liệu thông tin của bọn chúng? Ngũ đắc trí đáp, kho tư liệu nội bộ của Cục Quốc An rất hoàn thiện, có thể tra ra rất nhiều thông tin bí mật. Trương Dương nói, cậu nói xem, cậu có quen biết trong nội bộ Quốc An không? Hắn không khỏi nghĩ ngay đến Đông Tú Tú, nhưng Trương Đại Quan Nhân lại nghĩ lệch rồi ngũ đắc chí bất luận thế nào cũng sẽ không để liên lụy đến đông tú tú. Ngũ đắc trí đáp, chúng ta giả thiết như này vậy, nếu như mục tiêu lần này của quốc an là cha Tấn Bắc, vậy mục đích mà họ theo dõi cậu là vì họ nghi ngờ cậu có liên hệ gì đó với cha Tấn Bắc, cho nên cậu phải giải thích rõ chuyện này, đồng thời phải làm cho họ tin rằng cậu có thể giáp đỡ được, và hãy lấy nó làm điều kiện trao đổi. Trương Dương thấp giọng, cậu đang khuyên tôi hợp tác cùng với Cục Quốc An sao? Ngũ Đắc trí đáp, cậu cần tài chính, cũng cần cả thiết bị, mà hai phương diện này quốc an lại có thể cung cấp cho cậu, nếu họ đồng ý hợp tác, điều đó chứng minh mục tiêu của họ chính là tra tấn Bắc, mà đã là hợp tác đương nhiên phải đưa ra thành ý nhất định, tôi tin họ sẽ không tiếp tục theo dõi hành tung của cậu nữa. Trương đại quan nhân ngẫm một hồi, hắn thực sự không muốn hợp tác gì với quốc an cả. Ngũ Đắc Chí nói, lợi dụng lẫn nhau, bọn họ lợi dụng cậu đồng thời cậu cũng lợi dụng bọn họ, theo tình hình trước mắt mà nói, cậu không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Trương Dương đáp, nếu như chúng ta đoán sai thì sao? Giả dụ mục tiêu lần này của Trương Bích Quân là tôi, nếu như cô ta thực không chút hứng thú với cha Tấn Bắc thì sao? Ngũ Đắc Chí nói, vậy thì hãy khiến cho cô ta hứng thú, cậu muốn điều tra mục đích của cô ta trước hết phải chiếm được sự tín nhiệm của cô ta. Trương Dương cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận ý kiến của Ngũ Đắc Chí, hắn chủ động gọi điện cho Trương Bích Quân. Trương Bích Quân dường như đã sẵn sàng cho cuộc điện thoại này của Trương Dương, nhỏ giọng nói, một tiếng sau gặp, tôi đợi cậu ở sân thượng tòa nhà hàng mậu. Trên tầng thượng tòa nhà 66 tầng gió thổi lồng lộng, tuyết động trên mái nhà còn chưa tan hết, khuôn mặt Trương Dương cứ thế chịu từng cơn gió ùa đến, nếu như không nhìn thấy mặt trời tỏa nắng ấm áp trên đầu thì hắn đã nghĩ là tuyết đang rơi. Trương Bích Quân mặc bộ áo lông trồn màu trắng, đeo một chiếc kính dâm đứng bên cạnh rào chắn trên sân thượng, cô đang ngắm nhìn cảnh sắc đông giang sau trận tuyết rơi. Cô vẫn là một người đúng hẹn, có ý thức thái độ cũng rất có thành ý. Trương đại quan nhân chậm rãi đi tới chỗ Trương Bích Quân, nhẹ giọng nói cô không sợ lạnh sao. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Trương Bích Quân không quay đầu lại, điền nhiên nói, lúc tôi suy nghĩ thường thích đứng trên cao, cậu tin không? Trước khi tôi 30 tuổi đã từng mắc chứng sợ độ cao đó. Trương Dương đáp chuyển từ sợ độ cao thành thích đứng trên sân thượng của cao ốc như vậy hẳn phải trải qua một quá trình tâm lý gian khổ lắm. Trương Bích Quân cười nhạt, con người ta sống đã là một việc rất gian khổ rồi, cái gọi là sợ hãi, chẳng quan chỉ là tự mình dọa mình thôi, khắc phục nỗi sợ hãi cũng phải dựa vào chính mình. Trương Dương bước đến đứng bên cạnh Trương Bích Quân, có chút hứng thú mà nhìn Trương Bích Quân, Trương Bích Quân có một khí chất cao quý khác thường, khi còn trẻ hẳn là một người phụ nữ xuất chúng. Trương Dương nói, nếu cô đã nghi ngờ tôi có liên hệ với hình chiêu huy, sao lại đến có một mình? Cô không sợ tôi sẽ làm gì bất lợi cho cô sao? Trương Bích Quân đáp, "Thời khắc vượt qua chứng sợ độ cao, tôi đã khắc phục được nỗi sợ hãi mọi thứ trên thế giới này, Trương Dương, tùy cậu tin hay không, tôi chưa bao giờ coi cậu là người xấu, tôi chỉ lo cậu bị người khác che mắt thôi." Trương đại quan nhân cười ha ha, "Trên thế giới này có rất nhiều việc khó mà phân biệt thật giả, cục trưởng Trương, tuy cô từng trải hơn tôi, nhưng cô có thể nhận biết được hết thật giả không?" Trương Bích Quân đáp, "Tôi không quan tâm đến thật giả, tôi làm việc chỉ tuân theo một nguyên tắc." Cô dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, lợi ích quốc gia cao hơn hết thảy. Trương Dương đáp, việc nhỏ còn chưa giải quyết được sao làm được việc lớn, trình độ của tôi thấp kém, chỉ muốn sắp xếp bản thân cho thật tốt, sau đó mới nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự. Trương Bích Quân nói, những lời này có giống với lời của một cán bộ nhà nước nên nói hay không? Giác ngộ của cậu là như vậy sao? Giọng của Trương Dương pha chút chế diếu, khả năng giác ngộ của tôi như vậy đấy, nếu như giác ngộ cao, thì các vị đã không theo dõi tôi rồi." Trương Bích Quân biết Trương Dương vẫn còn giận về việc họ cho người theo dõi hắn, cô nhẹ nhàng nói, "Tôi đã cho ngừng việc theo dõi cậu rồi. Sau này cũng sẽ không ra lệnh hành động nhằm vào cậu nữa, cậu hài lòng rồi chứ?" Trương Dương đáp, "Đó là các vị thức thời, còn tiếp tục vô duyên vô cớ theo dõi tôi hẳn còn nhiều kẻ gặp phải xui xẻo, tất nhiên người gặp xui không phải là tôi." Trương Bích Quân nói tiếp, tự tin một cách mù quáng gọi là tự đại không nên tự coi mình tới mức vĩ đại. ai cũng có khuyết điểm cả, cậu cũng không ngoại lệ. trương dương nói, vốn ra tôi và các vị nước sông không phạm nước giếng, tôi giữ lấy địa phận quan trường của mình, các vị làm đúng chức trách đặc vụ của mình, nhưng các vị lại nhàn rỗi đi chiêu chọc tôi. tôi và hình chiêu huy sớm đã cắt đứt liên hệ. nếu các vị thực sự muốn khai thác gì từ tôi, tôi nghĩ các vị nhất định sẽ phải chịu thất vọng thôi. trương bích quân nói, cậu hẹn gặp tôi là để nói chuyện này sao? Trương Dương đáp, có việc này tôi cần hỏi cô. Trương Bích Quân gật đầu. Trương Dương nói, các vị theo dõi tôi bao lâu rồi? Trương Bích Quân nghĩ một lát rồi nói, bắt đầu từ tối qua. Vẻ mặt Trương Đại Quan Nhân tỏ ra hoàn toàn không tin tưởng. Trương Bích Quân nói tiếp, cậu cảnh giác như vậy, người của chúng tôi còn chưa lắp đặt hoàn tất thiết bị giám sát đã bị cậu phát hiện ra, bây giờ ba người họ đều đang nằm trong bệnh viện, cậu ra tay hơi nặng rồi đó. Trương Dương nhích môi, cười đắc ý, lộ ra hàm răng trắng đều tắp, trong đầu nghĩ thầm, tao còn chưa đánh cho ba thằng ấy như tử là còn may chán. Trương Dương nói, khi tôi gặp cha Tấn Bắc, dường như các vị đã theo dõi tôi rồi. Trương Bích Quân nói, đó là vì đề phòng bất cứ lúc nào cậu quay trở về biệt thự, phải sử dụng cách biện pháp tất yếu. Trương Dương nói tiếp, cậu có nắm trong tay chút thông tin gì về cha Tấn Bắc không? Trương Bích Quân nhất thời trở nên cảnh giác, cô gỡ chiếc kính đen xuống, đôi mắt trong và sâu nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, Trương Dương sẽ không vô cớ mà chuyển chủ để nói chuyện sang cha tấn Bắc. Trương Dương đáp, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thực với cô, hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với cô, tôi nghĩ cô sẽ có hứng với những thứ mà tôi có trong tay, nhưng tôi không thể cung cấp cho cô những thông tin ấy một cách vô điều kiện được. Trương Bích Quân nói, tôi làm sao biết được tôi sẽ hứng thú với những thông tin của cậu đây. Trương Dương nói, liên quan đến cha Tấn Bắc, Ban đầu khi hình chiêu huy chưa gặp chuyện đã ủy thác cho tôi đi điều tra người này, tôi nghĩ gã chắc đã sớm gây chú ý cho tổ chức quốc an các vị. Ánh mắt Trương Bích Quân sáng lên, cô nhỏ giọng, chúng tôi đã từng nghi ngờ Lưu Khánh Vinh, chủ tịch của cha Tấn Bắc là gián điệp Đài Loan, cũng đã tiến hành điều tra về sự hợp tác giữa tập đoàn Kim Cương Đài Loan và Tinh Toàn, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa phát hiện ra chứng cứ. Trương Dương nói, chắc cô cũng biết về biến động trong tầng lớp lãnh đạo của Bình Hải gần đây phải không? trương bích quân gật đầu dường như lời của trương dương khiến cho cô hứng thú hai tay trương dương trống lên thanh rào chắn trên sân thượng cả một vùng đông giang rộng lớn dường như đang ở dưới chân hắn hắn nói có người đã báo lên kỷ ủy rằng tôi đã tặng cho bí thư kiều một bức thư pháp tôi nghi ngờ việc này do diêm quốc đào tổng bí thư tỉnh làm nên tối qua đã theo dõi ông ta tuy nhiên điều mà tôi không nghĩ tới chính là lại tình cờ gặp cha tấn bắc trương bích quân chăm chú lắng nghe Trương Dương kể lại toàn bộ cuộc gặp mặt và nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và cha Tấn Bắc cho Trương Bích Quân, Trương Bích Quân càng nghe vẻ mặt càng chăm chú. Trương Dương nói, trước đây cha Tấn Bắc chỉ là một thương nhân bình thường, sao hắn lại đến với vai trò như một thuyết khách, mục đích của hắn rõ ràng là dậu đổ bìm leo, hắn hy vọng có thể chọc thủng từ phía Diêm Quốc Đào, lợi dụng Diêm Quốc Đào nằm đánh một đòn hiểm vào Kiều Trấn Lương, làm cho Kiều Trấn Lương càng gặp thêm khó khăn hỏa vô đơn chí. người này rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Trương Bích Quân nhỏ giọng, tối qua cậu gặp hắn cùng là vì chuyện này. Trương Dương đáp, khi tôi lái xe theo dõi đã bị hắn phát hiện. Trương Bích Quân trầm tính một lúc mới nói, Trương Dương, những việc mà cậu vừa nói thực ra không thuộc phạm vi quản chế của chúng tôi. Trương Dương đáp, nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác, nếu không cứ coi như tôi chưa hề nói gì, tạm biệt. Nói xong câu này hắn quay người bước đi. Đứng lại, Trương Bích Quân lập tức ngăn hắn. Trương Dương lúc này đã quay lưng đối người với Trương Bích Quân, khóe môi hắn chợt hiện vẻ cười đắc ý, hắn chậm rãi xoay người quay lại. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, tôi không giấu gì câu, kiến trúc sư cao cấp Lưu Khánh Vinh của tập đoàn tinh toản đã mất tích 3 tháng nay. Trương Dương đáp, điều đó thì sao chứ? Trương 1253, lựa chọn hợp tác 2. Trương Bích Quân nói, gã là người của chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân lúc này thực sự bị chấn động, hắn cảm thấy Trương Bích Quân con người này khác hẳn với hình chiêu huy, cô ta giấu giếm mọi việc rất kỹ càng, ít khi để lộ suy nghĩ của mình cho người khác thấy. Tuy Trương Dương đã nhiều lần thử nghiệm, nhưng vẫn không tài nào dò la được mục đích của cô ta, càng không biết con át chủ bài của à. Hình chiêu huy trước đây cũng đã phân hắn điều tra về Lưu Khánh Vinh, nghi ngờ gã là gián điệp Đài Loan. Nhưng luẩn quẩn một vòng thế nào, Lưu Khánh Vinh lại là người của Trương Bích Quân. Trương Bích Quân nói tiếp, Lưu Khánh Vinh là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của tổ chức, tài liệu thông tin của anh ta chỉ có tôi biết, chính tôi đã phải anh ta thâm nhập vào nội bộ tinh toàn, điều tra về lợi ích qua lại giữa hai tập đoàn tinh toàn và Kim Cương. Lưu Khánh Vinh nằm vùng rất thành công, cũng đã chiếm được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo hai tập đoàn này, nhưng không lâu trước thời gian sản phẩm trang sức của tinh toàn xảy ra vấn đề, Lưu Khánh Vinh đã đột nhiên mất tích. Trương Dương từng tham dự buổi phát hành sản phẩm tháng thu của tập đoàn tinh toàn, lúc đó trơ gỗi vòng trang sức của cha vi thiết kế đã bị giám định là đồ giả ngay hiện trường việc đó còn có liên quan đến an đạt Phan ở hong kong trương dương nói tức là cô có hứng với chuyện về cha tấn bắc trương bích quân đáp cậu sẵn lòng giúp ta điều tra rõ chân tướng sự việc chứ trương dương gật điều kiện là cô phải nói cho tôi nghe về tất cả tình hình mà các cô đã nắm được thỏa thuận thương lượng luôn là điểm mạnh của trương đại quan nhân trương bích quân đáp trước khi lưu khánh vinh mất tích hẳn là đã nắm được tài liệu rất quan trọng, tôi cần cây giúp tìm lại thứ tài liệu đó. Trương Dương nói, có việc này tôi phải tuyên bố trước, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi không nhận những lệnh điều động và hạn chế của các vị. Trương Bích Quân gật đầu. Trương Dương nói tiếp, giờ hãy nói cho tôi về chuyện của dạo anh. Trương Bích Quân trao mày, sau khi hình chiêu huy bỏ trốn, cơ quan tình báo của chúng tôi ở châu Á đã gặp phải tổn hại. Tôi đã phái dạo anh truy đuổi hình chiêu huy, lần liên lạc cuối cùng với cô ấy là 10 ngày trước, sau đó cô ấy không còn liên lạc gì nữa, tôi nghĩ cô ấy có thể đã gặp rắc rối. Trương Dương không nói gì, trong lòng có chút bất an, nhưng theo hiểu biết của hắn đối với lệ tiếu, cô tuyệt đối là một cao thủ trong nghề này, dựa vào trí thông minh và bản thân mình hẳn có thể ứng phó với bất cứ tình huống nào. Trương Bích Quân dường như nhận ra sự lo lắng của Trương Dương, cô nhẹ nhàng, dạo anh là đặc vụ xuất sắc nhất trong số cấp dưới của tôi, tôi tin rằng cô ấy có đủ năng lực tự bảo vệ mình trước mọi khó khăn trở ngại có thể hiện tại cô ấy không tiện liên hệ với tổ chức chị a à hình chiêu huy cũng từng là cấp trên của cô ấy hắn đương nhiên cũng hiểu rõ về dạo anh lời này của trương bích quân nghe qua có vẻ như đang an ủi trương dương nhưng kỳ thực lại càng làm cho hắn thêm lo lắng trương dương nói dạo anh là bạn của tôi tôi hy vọng các vị cam đoan đảm bảo sự an toàn cho cô ấy trương bích quân đáp cậu yên tâm lãnh đạo tổ chức sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ bất cứ đồng chí nào. Trương Đại Quan Nhân không hề tin vào câu nói này của Trương Bích Quân một chút nào, với cái tiền đề lợi ích quốc gia là trên hết thì sinh mạng của đặc vụ chẳng đáng là gì, ví dụ điển hình như vận mạng của ngũ đắc trí cũng đã chứng minh được vấn đề. Trương Dương nhìn đồng hồ, khâu phượng tiên hẹn gặp tôi chiều na, tôi muốn bắt đầu từ cô ta, điều tra cho rõ nội tình tập đoàn tinh toàn. Trương Bích Quân gật đầu, không thành vấn đề, tôi sẽ cung cấp cho cậu tất cả các thiết bị cần thiết. Trương Dương nói, Cục trưởng Trương, nếu đã hợp tác, chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau, cô hãy nói thật với tôi, cô theo dõi tôi là vì hình chiêu huy hay là cha tấn bắc. Trương Bích Quân trả lời, có khác nhau sao? Tôi nghi ngờ sự mất tích của Lưu Khánh Vinh có liên quan đến hình chiêu huy, nếu tập đoàn tinh toản có vấn đề, vậy thì giữa cha tấn bắc và hình chiêu huy thật có quan hệ mật thiết. Chỉ cần tìm được một khe hở, chúng tôi có thể tóm gọn cả mẻ lưới trương dương việc này hoàn toàn có lợi cho cậu không những có thể làm việc giúp cho quốc gia mà còn có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân sao lại không làm chứ trương dương đáp có phải cô đang nắm trong tay nhiều thứ bất lợi đối với tôi trương bích quân mỉm cười cậu là người thông minh biết tận dụng cơ hội chỉ cần cậu không làm những việc gây hại đến lợi ích quốc gia tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem công bố những thứ mà mình nắm được trương dương tôi vẫn luôn tán thưởng cậu hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cô đưa tay ra phía Trương Dương. Trương Dương bắt tay Trương Bích Quân, những lời mà cô ta vừa nói, Trương Dương từ đầu đến cuối đều bán tín bán nghi, so với hình chiêu huy, Trương Bích Quân rõ ràng là thiếu hẳn cởi mở và thẳng thắng. Lòng giả cô ta thâm sâu, làm việc rất ít khi xen lẫn tình cảm, người phụ nữ như vậy rất khó ứng phó. Không biết vì sao Trương Dương lại nghĩ đến phu nhân Heather đã biến mất, Hình Chiêu Huy từng nói với hắn bà ta vẫn còn sống trên thế gian này, nhưng không biết nếu như bà ta đấu với Trương Bích Quân thì ai sẽ là người lợi hại hơn đây. Trương Dương không nhắc đến việc của phu nhân Heather, nội tình mà Hình Chiêu Huy đã nói không biết Trương Bích Quân có nắm được hay không, cho đến bây giờ, Trương Dương vẫn không muốn tin lời Trương Bích Quân rằng Hình Chiêu Huy là gián điệp hai mang. Trương Bích Quân nói, cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta không được kể cho bất kỳ ai. Trương Dương gật đầu, tốt xấu gì thì tôi cũng đã từng làm việc trong tổ chức của các vị, nguyên tắc bảo mật này ta hiểu. Khâu Phượng Tiên và Trương Dương hẹn gặp nhau ở quán trà Minh Tâm, lúc cô đến đó Trương Dương đã có mặt, hắn giúp cô cởi bỏ áo khoác một cách rất ga lăng, kéo nhẹ ghế ra cho cô. Với một loạt hành động này, Trương Đại Quan Nhân đã thành công lấy mẫu tóc của Khâu Phượng Tiên. Khâu Phượng Tiên nhìn xa ung um quanh quán trà, tỏ ra rất hứng thú với vị trà sư mặc bộ y phục triều thanh, cười nói, rất tao nhã, sao anh có thể tìm được chỗ này? Trương đại quan nhân cười đáp, việc tôi thích làm nhất là ăn uống, các tiệm trà tử lầu lớn nhỏ ở Đông Giang này tôi đều biết hết. Khâu Phượng Tiên nói, người như anh mới gọi là biết cách sống. Đôi tay trắng nón cầm chén trà lên, ngửi qua hương vị trà sau đó nhấp một hụm trà nói tiếp, được, nhưng vẫn kém một chút so với thượng phẩm. Trương Dương đáp, lâu rồi không thấy cô Khâu mang trà cho tôi. Khâu Phượng Tiên mỉm cười, tôi có thể coi câu này của anh là ngang nhiên đòi hối lộ không? Trương Đại Quan Nhân cầm chén trà lên uống, hai chúng ta chắc vẫn có chút giao tình chứ. Khâu Phượng Tiên nói cho huyền chủ đề, tối qua tại sao lại theo dõi ông cha vậy? Trương Dương nhìn Khâu Phượng Tiên, ánh mắt cô trong veo sâu tận, một đôi mắt như thuần khiết trong sáng, nhưng nhìn nhận con người không thể chỉ dựa vào ánh mắt. Trương Dương tuyệt đối không tin tưởng Khâu Phượng Tiên trước mắt đây là một phụ nữ đơn thuần, câu nói thẳng của khâu phượng tiên là cho trương dương cảm thấy không thể dùng cách ngụy biện được trương dương cười đáp thì tò mò tò mò câu trả lời này hiển nhiên không làm cho khâu phượng tiên hài lòng trương dương gật đúng là tò mò khâu phượng tiên nói tò mò gì trương dương nói giám đốc cha lần này đến đông giang vì việc gì vậy khâu phượng tiên cười thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi mà tới nhốn nháo cũng vì thu lợi ở đâu có lợi ích ở đó sẽ có bóng dáng của người thương nhân. Kiều Mộng Viện muốn trêu huyền nhượng tất cả những sản nghiệp của mình đi còn giám đốc cha lại rất có hứng với việc đó. Lý do của cô đưa vừa đầy đủ lại vừa hợp lý. Trương Dương nói, thừa nước đúc thả câu sao. Khâu Phượng Tiên không hài lòng với kiểu dùng từ của Trương Dương, bĩu môi lên nói, anh hình như đã quên rồi, lúc đầu về miếng đát khu sân vận động Nam Thích, chúng tôi cũng tham gia đấu thầu, chỉ có điều anh coi trọng phía khác, giao quyền khai thác mảnh đất cho kiều tiểu thư bây giờ cô ấy không muốn tiếp tục nữa chúng tôi đến tiếp bàn chó gì mà phải tò mò chứ trương dương nói hôm nay cô hẹn tôi đến đây là để khâu phượng tiên nói chính là vì việc này chúng tôi đều biết quan hệ giữa anh và kiều mộng viện rất tốt nên muốn nhờ quan hệ đó để liên hệ với kiều mộng viện trương dương cười không chỉ có một mình cô tới tìm tôi vì mục đích này đâu khâu phượng tiên đáp ồ còn ai nữa là An Gia Hong Kong sao? Trương Dương lắc đầu, hắn cho rằng Khâu Phượng Tiên sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới An Gia Hong Kong, hắn nói An Đạt Văn cũng có hứng sao? Khâu Phượng Tiên nói, nếu không phải hắn có hứng thì giám đốc cha đã không đích thân đến đây. Trương Dương lại chưa từng nghe qua chuyện An Đạt Văn có hứng thú với sản nghiệp của Kiều Mộng Việt, hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy tin này từ Khâu Phượng Tiên. Đợt phát hành sản phẩm tháng thu lần trước của tập đoàn tinh toản đã bị An Đạt Văn chơi cho một vố, sự vụ hàng giả lộ ra đã làm tổn hại tới danh dự của tinh toản. Nghe nói tập đoàn tinh toản và kim cương đã tổn thất gần 600 triệu đài tệ, từ đó cha tấn Bắc và An Đạt Văn xảy ra mâu thuẫn kết ân oán. chương 1254, lựa chọn hợp tác 3. Trương Dương nói, chuyện làm ăn của người khác tôi không xen vào. Khâu Phượng Tiên dịu dàng cười, chỉ là giúp liên lạc một chút với cô Kiều, chỉ việc nhỏ nhặt này thôi chủ nhiệm Trương hẳn là sẽ giúp chứ trương dương nói giúp thuận tiện cho người mà cũng tiện cho mình chúng ta cũng là bạn bè cũ hơn nữa tôi vốn là người có tật xấu khâu phượng tiên nói tật xấu gì trương dương đáp tôi trước giờ chưa từng từ chối những mỹ nhân khâu phượng tiên cười khanh khách anh ý à càng ngày càng xảo quyệt trương dương nói tôi có việc này muốn nhờ cô giúp khâu phượng tiên vui vẻ gật đầu nói đi chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp hết sức trương dương nói cô cũng biết tôi và sở yên nhiên đã đính hôn mùa xuân năm nay cha mẹ tôi dự định sẽ đến tông ra cầu hôn chuyện lớn như thế không thể đến tay không được khâu phượng tiên lập tức hào hứng đáp tôi sẽ giúp anh châu ẩn bị một bộ trang sức trương dương cười nếu làm như thế tôi đã thành kẻ ăn hối lộ rồi tôi nghĩ như này hãy để lưu khánh vinh nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn tinh toản các cô giúp tôi thiết kế một bộ trang sức kim cương chính là cái tên ái nam ái nữ kia chi phí thiết kế cô giảm giúp tôi một chút còn nguyên vật liệu tôi sẽ cung cấp nghe trương dương nhắc đến cái tên lưu khánh vinh khâu phượng tiên có chút ngẩn ra nhưng vẻ mặt cô không hề biến sắc cô thở dài nói trương dương đúng là không khéo chút nào anh cũng biết đợt phát hành sản phẩm tháng thu lần trước chuyện đồ giả xảy ra đã khiến giám đốc cha truy cứu trách nhiệm của lưu khánh vinh lưu khánh vinh trong vì bi chỉ trích mà âm thầm bỏ đi không từ biệt đã lâu rồi chúng tôi chưa có tin tức gì của anh ta Thực ra Trương Dương đã biết được thông tin từ Trương Bích Quân, xem ra tập đoàn tinh toán này đích xác có vấn đề, nếu gã Lưu Khánh Vinh là đặc vụ của quốc an thì có đến 90% đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Trương Dương tỏ ra vẻ kinh ngạc, tôi luôn thích những thiết kế của cậu ta, vốn định dành tặng cho Yên Nhiên một thứ bất ngờ, thế này thì không thành rồi. Khâu Phượng Tiên cười, Lưu Khánh Vinh thực sự là một nhà thiết kế tài ba, nhưng trong thế giới châu báu này không chỉ có mình anh ta, cái khác không nói chỉ đơn giản nói đến trình độ thiết kế, giám đốc cha của chúng tôi còn trên tài anh ta. Trương Dương cười, tôi quên mất, giám đốc cha trước đây cũng xuất thân từ một nhà thiết kế. Tuy nhiên ông ta là một ông chủ lớn như vậy, có đồng ý giúp tôi làm việc nhỏ này không chứ? Khâu Phượng Tiên đáp, yên tâm, việc của người khác tôi không dám nói, tôi tin giám đốc cha nhất định sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Trương Đại Quan Nhân lấy từ trong túi ra một túi vải đương nhẫn màu đen, đặt ra phía trước mặt khâu phượng tiên, vòng cổ hay nhẫn gì chắc là đủ. Khâu phượng tiên mở chiếc túi ra trước mặt trương dương, cô đặt thứ trong túi lên bàn tay, tuy khâu phượng tiên đã trơ ẩn bị tâm lý nhưng vẫn cực kỳ kinh ngạc với hai viên kim cương trước mặt mình, hai viên kim cương còn thô nặng khoảng 12 cara. Khâu phượng tiên đã làm trong giới thiết kế châu báu này nhìn năm, cô đương nhiên hiểu rõ giá trị của kim cương. Số kim cương này đều là lúc đầu khi ở Mỹ, Trương Dương cướp lại được từ tay Lê Thúc, sau đó đưa cho Sở Yên Nhiên mang về nước. Hai viên kim cương này chỉ là một phần nhỏ trong số đó, khi đó trong chiếc hòm da đen đó đựng đầy kim cương, có thể gọi là giá trị liên thành. Khâu Phượng Tiên ngắm nghi tỉ mỉ hai viên kim cương rất lâu, sau đó mới cảm thán, cô Sở thật là hạnh phúc. Kim cương vốn là thứ đồ mê hoặc khiến phụ nữ khó mà chống lại được, tuy đã thấy rất nhiều nhưng Khâu Phượng Tiên cũng bị hai viên đá này hấp dẫn đồng thời cô ta cảm thấy tò mò làm cách nào mà trương dương có được hai viên kim cương này nếu dựa vào thu nhận của trương dương hiển nhiên không tài nào mua nổi thứ đồ này trương dương nói trước mùa xuân phải làm xong cho tôi đó khâu phượng tiên cẩn thận cho kim cương vào túi gật đầu đáp không thành vấn đề chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho anh hài lòng trương dương nói vật liệu và chi phí thủ công cần thiết tôi sẽ đáp ứng đủ khâu phượng tiên cười không cần đâu cứ coi đó là quà cưới tặng cho hai người. Trương Dương cũng không hề khách khí gật đầu, tôi sẽ giúp cô liên lạc với Kiều Mộng viện. Hắn đang nói thì có cuộc điện thoại gọi đến, Trương Dương cầm điện thoại lên, là Đỗ Thiên Dã bí thư thị ủy Giang Thành gọi. Gã cũng mới tới Đông Giang còn chưa có chỗ ở, vừa đến nơi là liên hệ với Trương Dương đầu tiên. Lần này Đỗ Thiên Dã đến Đông Giang, Trương Dương tự nhiên lại nghĩ chuyện này có liên quan đến biến động trong tầng lớp lãnh đạo bình hải. Mục đích của gã chắc cũng muốn thông qua Trương Dương tìm hiểu chút tình hình. Trương Dương tuy biết quan hệ giữa Khâu Phượng Tiên và Đỗ Thiên Giã, nhưng hắn cũng không kể chuyện của Thiên Giã cho Khâu Phượng Tiên. Khâu Phượng Tiên biết Trương Dương có việc bận, cô thức thời cáo từ hắn đi về. Khâu Phượng Tiên rời đi không lâu, Đỗ Thiên Giã đã đi đến quán trà, bước vào chỗ Trương Dương ngồi, gã không khỏi oán giận nói, đường cao tốc đã phong tỏa, lộ thông tỉnh lại động tuyết tắc xe hàng dài, sáng sớm 6 giờ tôi đã xuất phát. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, tổng cộng đi mất 10 tiếng đồng hồ. Trương Dương cười nói, sao không đi bằng tàu hỏa? Đỗ Thiên Giã nói, lúc nghĩ ra tàu hỏa thì đã đi được nửa đường rồi. Gã ngồi xuống đúng vào vị trí mà vừa nãy Khâu Phượng Tiên cũng ngồi, cầm chén trà lên uống hết một hơi. Trương Dương nói, em họ cậu vừa rời khỏi đây. Đỗ Thiên Giã gật đầu, gã cũng không muốn nói tiếp đến vấn đề đó, đặt chén trà xuống nói, tỉnh trưởng tống hẹn gặp tôi sáng ngày mai. Trương Dương cười, đến trước sớm thế, có phải là thiếu chút kiên nhẫn không? Đỗ Thiên Giã thở dài, hai ngày nay phía tỉnh xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai cũng cảm thấy bất an, tôi đến sớm như thế là muốn thám thính chút tin tức tình hình nội bộ từ cậu đó. Trương Dương đáp, tin tức của cậu lẽ ra phải nhanh nhạy hơn tôi chứ, Khổng Nguyên đã đi báo cáo tình hình cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Bí Thư Kiều lại cáo bệnh, bây giờ phía tỉnh đang chống nhiều vị trí quan trọng như vậy, xem ra cậu sắp phát rồi đây. Đỗ Thiên giã kỳ thực cũng đoán ra được Tống Hoài Minh gọi mình đến có liên quan tới việc thăng chức, tuy nhiên trước khi mọi việc vẫn chưa sáng lạc, trong lòng gã đương nhiên không tránh khỏi thấp thỏm không yên. Trương Dương nói, tỉnh trường Tống thăng cấp lên bí thư, vị trí cũ của ông ấy chắc chắn 90% là giao cho cậu. Đỗ Thiên giã cười, sao có thể, tôi đến thường ủy cũng không phải, lần này kết quả lý tưởng nhất là được nâng lên tình. Trương Dương đáp không cần biết lần này cậu nhận chức gì, nói sao ông là được thăng chức thì đừng có quên người huynh đệ này. Đỗ Thiên giá tự rót cho mình một chén trà, trương dược, việc này cậu không nên tìm tới tôi, nhạc phụ đại nhân của cậu nay đã là bí thư tỉnh ủy, cậu muốn thăng quan tiến chức cứ trực tiếp nói với ông ấy. Trương đại quan nhân than thở, sau này con đường quan chức của tôi sẽ càng gian chuân, ông ấy được thăng chức, nhưng cả tỉnh trên dưới đều mở to mắt ra nhìn tôi, để tránh hiểm nghi, ông ấy không thể cho tôi thăng chức trong thời gian ngắn như này được. Đỗ Thiên Giã nói, đúng vậy, cậu sau này chắc vất vả đây. Câu này của Đỗ Thiên Giá cũng được kết luận dựa trên cơ sở hiểu rõ về tính cách của Tống Hoài Minh, dựa vào hiểu biết của gã về con người này. Ông ta là một người làm việc công tư không nể nang cho nên sau khi được thăng chức, ông ta sẽ không chiếu cố đặc biệt mà sẽ yêu cầu nghiêm khắc hơn người khác đối với Trương Dương cậu con rể tương lai này. Trương Dương tính cách rõ ràng, hắn là người nhiệt tình có năng lực nhưng tính kỷ luật hơn kém khuyết thiếu khả năng tự hạn chế bản thân như vậy làm việc dưới trướng tống hoài minh sau này e là thường xuyên bị gõ đầu trương dương nói nghe câu này của cậu tôi càng cảm thấy mất hết cả lòng tin hay là cậu tiến cử tôi là bí thư thị ủy giang thành vậy lời này của trương dương chỉ nói chơi mà thôi ai cũng biết là nói đùa đỗ thiên giã cười nhỏ giọng nói gần đây phía tỉnh có sự vụ gì đáng chú ý không Trương Dương nói, biến động trong tầng lớp lãnh đạo, cậu phải rõ hơn tôi chứ, nói sao ông bây giờ đang loạn đến kinh người. Hắn kể hết từ đầu chí cuối những gì mà mình biết cho Đỗ Thiên Giã nghe, Đỗ Thiên Giã là lão huynh đệ của Trương Dương, hắn không có gì phải giấu giếm. Đỗ Thiên Giã nghe xong trầm tư một lúc, những việc mà Trương Dương nói chỉ là một góc nhỏ của sự việc nhưng cũng đủ để thấy được tính phức tạp về cục diện chính trị hiện giờ. Giai đoạn này có thể nói là dày vò tâm trí nhất đối với nhiều người ở Bình Hải, việc bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cáo bệnh, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh được thăng chức, phó bộ trưởng ban hành chính nhân sự tra tấn Nam lại đến Bình Hải, là để đại diện Trung ương Đảng tuyên bố vị trí lãnh đạo của Tống Hoài Minh ở Bình Hải này. Ngoài ra, y cũng không nhắn nhủ các công tác khác, hai ngày hôm nay Tống Hoài Minh đã nhận được chỉ thị thăng cấp, ông ta cũng hiểu rõ trọng trách trước mắt là phải duy trì ổn định, duy trì sự bền vững trong tổ chức lãnh đạo đương nhiệm. Cố gắng giảm cháy nhiệt sự kiện chính trị lần này gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của Bình Hải. Chương 1255, lựa chọn hợp tác 4. Trong hai ngày này, Tống Hoài Minh cũng đã lần lượt hội đàm riêng với một số thường ủy Bình Hải, họp thường ủy chỉ là quá trình tập trung dân chủ, những vị chính trị gia từng trải này sẽ không nói ra điều thật lòng nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này, vậy nên Tống Hoài Minh phải mất công và bỏ ra thời gian để tiến hành đối thoại riêng từng người. Hầu như tất cả đều nói ra lý giải của mình về biến động chính trị lần này và cũng biểu hiện sự ủng hộ với lãnh đạo Tống Hoài Minh. Đối với một sự việc đã trở thành sự thật thì không có ai tỏ vẻ phản đối cả, cũng không ai dám phản đối, cho dù có nhiều người trong lòng nghi ngờ liệu Tống Hoài Minh có đảm nhiệm được chức vụ đứng đầu Bình Hải, họ cũng tỏ ra nghi ngờ nhưng nào có ai dám để lộ ra trước mặt tân bí thư tỉnh ủy. Điểm sao ung duy nhất đó là, tất cả đều ngưỡng mộ Tống Hoài Minh, ngưỡng mộ vận may của ông. Những đối tượng đầu tiên mà Tống Hoài Minh bắt đầu đàm thoại là Diêm Quốc Đào, Lưu Chiêu, Cao Trọng và một số bộ trưởng của Kiều Trấn Lương, những người chủ yếu lo ổn định công tác, trong thời gian Kiều Trấn Lương đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, họ cũng không ít lần đối đầu với Kiều Trấn Lương, biển hiện trực tiếp rõ nhất là trong buổi họp thường vụ bình thường, ý kiến của Tống Hoài Minh thường xuyên vấp phải sự phản đối của họ. Tống Hoài Minh cũng hiểu rõ tâm lý thấp thỏm lo lắng của họ bây giờ, tuy Kiều Trấn Lương đã rời khỏi Bình Hải, nhưng không có nghĩa là khủng hoảng của họ Kiều đã hoàn toàn đi qua. Những người này vì tương lai chính trị của mình mà thấp thỏm lo lắng, họ sợ rằng kiếp sống chính trị của mình từ đây sẽ tụt lùi, sợ không được trọng dụng, rồi sợ Kiều Trấn Lương từ nay sẽ hoàn toàn ngã gục, liên lụy đến cả tương lai phát triển của họ. Tống Hoài Minh là người không thích đưa ra những lời hứa hẹn, ông chỉ nói với họ hãy an tâm công tác, Bình Hải sẽ vẫn giống như trước kia, tuy Kiều Trấn Lương đã đi nhưng ông ấy chỉ định phương châm chính trị cho Bình Hải, phương hướng tổng thể sẽ không có thay đổi. Trước mặt mỗi người, Tống Hoài Minh dường như đều khẳng định công việc của Kiều Trấn Lương, ông thành khẩn thể hiện ý định sẽ tiếp tục kế thừa con đường của Kiều Trấn Lương, kiên trì cải cách mở cửa là đúng đắn, kiên trì phát triển kinh tế là chính xác. Tống Hoài Minh ngoài miệng một mực tán thành nhưng không đồng nghĩa với việc sau này ông ta sẽ kiên trì đến cùng với tất cả chính sách của Kiều Trấn Lương, chắc chắn ông sẽ đưa ra điều chỉnh, tuy nhiên hiện giờ ông phải lấy được lòng tin của những người này, cho họ liều thuốc an thần về cả mặt chính trí lẫn thể chế, làm cho họ không thay đổi gì. Tống Hoài Minh cũng hiểu thái độ của mình sẽ không gây tác dụng chủ yếu, chuyện của Kiều Trấn Lương một ngày không được kết luận thì đám người này càng không thể an tâm công tác. Đương nhiên trong các thường vụ cũng có nhiều người mau chóng điều chỉnh được tâm lý bản thân, Phó Thị trưởng Thường vụ Tiêu Nãi Vượng là một trong số đó. Sau khi Tống Hoài Minh tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy Bình Hải, Tiêu Nãi Vượng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Thái độ tích cực này của Tiêu Nãi Vượng xuất phát từ chức vị của gã, vì hiện tại, Kiều Trấn Lương cáo bệnh rút lui, Tống Hoài Minh tiếp nhận vị trí của ông ta, theo lý mà nói, người có khả năng được làm chủ tịch lớn nhất là gã, và cũng nên là gã. Nhưng khi Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Cha Tấn Bắc đến Bình Hải lại không tuyên bố gì về chuyện này, điều đó càng làm cho việc chọn lựa người giữ chức chủ tịch tăng thêm nhân tố khó mà dự đoán được. Sau khi sự vui sướng và hân hoan ban đầu trôi qua, Tiêu Nãi Vượng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tuy gã là Phó Chủ tịch Thường vụ, nhưng các bộ cấp phó tỉnh của Bình Hải không chỉ có mình gã, ai cũng đang nhầm vào cái chức vị này. Tiêu Nãi Vượng từ biết mình còn bị một nhân tố bất lợi khác, đó chính là việc gã đến Bình Hải nhận chức phó chủ tịch thường vụ là do Kiều Trấn Lương đề nghị. Như vậy trong mắt người khác, gã hiển nhiên bị coi là người của Kiều Trấn Lương, dù cho sau khi đến Bình Hải này gã vẫn sáng suốt duy trì tính độc lập của bản thân, nỗ lực trung lập đứng giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh, người khác chưa chắc đã nghĩ gã như vậy. Mọi sự thay đổi, Tiêu Nãi Vượng bắt đầu cảm thấy không ổn, gã cho rằng chuyện chọn lựa người giữ chức chủ tịch có nhiều thay đổi đến giờ cấp trên vẫn chưa chỉ định ra người được chọn, có hai khả năng, một là muốn nhảy dù người khác vào, khả năng này rất lớn, hai là vẫn đang khảo sát các cán bộ cấp phó tỉnh của Bình Hải, có nghĩa là chỉ đơn hạng chọn ra một trong nhiều cán bộ, chưa chắc đã là đáp án cuối cùng. Chủ đề cuộc nói chuyện giữa Tống Hoài Minh và Tiêu Nãi Vượng là làm thế nào để ổn định tâm lý cán bộ nội bộ, như thế nào mới có thể làm cho mọi người bình tĩnh trở lại, có thể tập trung tinh thần vào công tác. Tiêu nãi vượng đáp, mọi người có tâm trạng lo âu là bình thường, để tiếp nhận sự thay đổi này cũng cần phải có thời gian. Tống Hoài Minh điềm nhiên cười, những cán bộ nhà nước của chúng ta cần phải có tố chất tâm lý vững chắc, việc thay đổi công tác thường xuyên phát sinh, nếu vì sự thay đổi này bị ảnh hưởng đến tâm lý, vậy thì còn nói gì đến làm tốt công tác nữa. Tiêu nãi vượng cười, gã cảm thấy tâm trạng Tống Hoài Minh bây giờ thoải mái hơn hết, Kiều Trấn Lương rút lui làm cho Tống Hoài Minh trở thành kẻ được lợi chính trị nhiều nhất, Tiêu nãi vượng đáp, sự việc của bí thư kiều đều đáng lên hồi sao ôm cảnh tỉnh cho mọi người. Theo tôi được biết, bây giờ mọi người đều tiến hành kiểm điểm việc con cái mình làm kinh doanh. Kỳ thực con trai lớn của gã cũng đang làm kinh doanh. Tống Hoài Minh nói, đồng chí Tiêu, hai ngày nay tôi đều đã tiến hành thảo luận riêng với từng cán bộ thường ủy, chủ đề cũng chỉ có một. Tôi hy vọng mọi người có thể đảm bảo duy trì tâm lý ổn định. Bí thư Kiều đã rời khỏi Bình Hải, nhưng công tác của chúng vẫn phải được tiếp tục. Tiêu nãi vượng nghe theo đó mà gật đầu. Tống Hoài Minh nói tiếp, đồng chí Tiêu, lần này lúc đến đây, Bộ trưởng cha đã từng hỏi ý kiến tôi về vấn đề chức vụ chủ tịch, tôi đã tiến cử đồng chí. Những lời Tống Hoài Minh nói đều là sự thật, qua biểu hiện hai ngày vừa rồi của Tiêu nãi vượng, ông cũng nhìn ra được một Tiêu nãi vượng trước giờ điềm tính cũng thể hiện hơi chút sốc nổi. Chức vị chủ tịch này một ngày chưa định thì những người mong muốn ngồi vào vị trí này cho lòng còn thấp thỏm lo lắng. Tiêu nãi vượng nói cảm ơn bí thư tống, nhưng tôi thấy lần này tôi không có hy vọng đâu tống hoài minh cười sao lại đột nhiên thiếu tự tin như thế tiêu nãi vượng đáp lâu như vậy mà chưa có động tính có lẽ là cấp trên sẽ trực tiếp phân bổ người xuống khả năng nhảy dù là rất lớn tống hoài minh cũng đồng ý với suy nghĩ của tiêu nãi vượng lúc ông tiến cử tiêu nãi vượng với cha tấn bắc cha tấn bắc chỉ nói rằng sẽ phản án với cấp trên nhưng đến bây giờ mà vẫn không có kết quả tống hoài minh nói tôi thấy đồng chí là có triển vọng nhất tiêu nãi vượng đáp bí thư tống ông yên tâm dù tôi có được thăng tiến hay không tôi vẫn sẽ làm tốt công tác chức trách của mình chúng ta làm việc đương nhiên không lấy việc thăng quan tiến chức làm mục địch ông nói xem có đúng không tống hoài minh nhìn tiêu nãi vượng một cách tám thưởng đồng chí tiêu tôi cũng nghĩ như vậy đấy có nhiều lúc sự việc luôn vừa kheo như vậy vào đúng lúc tống hoài minh và tiêu nãi vượng đang bàn bạc khai triển công việc theo hướng nào thì bộ tổ chức gọi điện thoại đến văn phòng tống hoài minh điều khiến cho Tống Hoài Minh ngạc nhiên là, Bộ Tổ chức quyết định cho Tiêu Nãi Vượng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tổ chức nhiệm kỳ mới của Bình Hải, Phó Chủ tịch Châu Vũ Dương đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường vụ, còn vị trí Chủ tịch Bình Hải lại theo kiểu nhảy dù, do Châu Hưng dân Tổng Thư ký Ban Thư ký Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản đảm nhiệm. Tống Hoài Minh cũng không xa lạ với cái tên gọi Châu Hưng dân này, gã Châu Hưng dân này khi vào làm quan, ông của gã là Nguyên Lão Khai Quốc nước Cộng Hòa, chú gã hiện giữ chức Thường ủy Trung ương, anh họ hắn lại là Châu Hưng quốc người đứng đầu tam công tử kinh thành. Nhà họ Châu chiếm vị trí quan trọng trong tổ chức chính trị nước Cộng hòa, từ thế kỷ 20 trở lại đây, tầm ảnh hưởng chính trị của họ Châu không thua kém gì họ Kiều, thậm chó còn lớn hơn. Tống Hoài Minh gác điện thoại, ông trầm lặng một hồi lâu, Châu Hưng dân là một trong những cán bộ trẻ tuổi xuất sắc nhất của quốc gia, gã năm nay 46 tuổi, còn trẻ hơn ông, nhưng cũng đã giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bình Hải gã là một trong những người kế tục được lãnh đạo đánh giá cao. Sự có mặt của hắn báo hiệu về tương lai tầng lớp lãnh đạo của Bình Hải sẽ hoàn toàn trẻ hóa. Những cán bộ thâm niên như Tống Hoài Minh 47 tuổi và Châu Hưng Dân 46 tuổi hiện là tổ hợp hiếm có trong các tỉnh thành phố trực thuộc trên cả nước. Tiêu Nãi Vương biết tin Châu Hưng Dân nhận chức chủ tịch, trong lòng cảm thấy mất mát, bối cảnh và điều kiện của Châu Hưng Dân quá là ưu tú, căn bản không gã không thể nào bị được. Tiêu Nãi Vượng lập tức nghĩ đến Tống Hoài Minh, Gã nhận thấy sự xuất hiện của Châu Hưng Dân chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Tống Hoài Minh. Vừa mới tiến được kiều trấn lương đi thì lại tiếp ngay phải Châu Hưng Dân, nếu dựa vào địa vị chính trị của họ Châu thì vị chủ tịch trẻ tuổi này có lẽ sẽ không cam chịu dưới tay của Tống Hoài Minh. Chương 1256, lựa chọn hợp tác năm. Mỗi lần xảy ra biến đổi chính trị, nó đều liên quan đến từng đường đi nước bước mọi phương diện, Châu Hưng Dân hẳn không phải vô duyên vô cớ mà được phân tới Bình Hải việc này có liên quan đến lợi ích chính trị của hai họ Kiều và họ Châu. Tống Hoài Minh nghĩ tới văn quốc quyền từ lúc sự việc xảy ra gã không hề biểu lộ thái độ gì, mà về khủng hoảng chính trị lần này của họ Kiều dư luận lại hướng vào văn quốc quyền. Theo Tống Hoài Minh, chỉ dựa vào một mình văn quốc quyền thì không thể làm ra được việc này, hiện giờ sự việc bắt đầu được sáng tỏ, có phải họ Châu cũng đang thể hiện vai trò của mình trong sự việc gần đây, nếu họ Châu không ra tay làm thì Châu Hưng Dân đã không được lợi như thế không chỉ một mình Tống Hoài Minh có cách nghĩ như thế, Kiều Trấn Lương giờ tuy đang an nhàn phụ dưỡng cha mình ở tiểu lâu của ông, người cần gặp cũng đã gặp, việc gì cần nói rõ cũng đã nói rõ ràng, nhưng tin Châu Hưng Dân đến nhận chức chủ tỉnh vẫn làm cho ông rất đỗi ngạc nhiên, ông có chút buồn bực nói, không ngờ lần này họ Châu cũng tham gia vào. Kiều Lão điềm nhiên cười, nhà họ Châu chỉ là được phân lợi ích chính trị thôi, chưa chắc là kẻ giật dây sự việc lần này. Kiều Trấn Lương nói, họ lợi dụng cách này để thắt nối ngựa oi họ châu lại với nhau. Kiều Lão nói tiếp, người nào cũng cho rằng mình rất khôn ngoan, muốn chèn ép nhà họ kiều chúng ta, đương nhiên cần phải liên kết với các thế lực cường mạnh khác. Nhưng hắn đâu có ngờ tới, ai cũng có bản tính của mình, trước mắt họ châu tiếp nhận sự phân bổ lợi ích chính trị này, nhưng không hẳn có nghĩ là họ đã ra tay. Kiều Trấn Lương đáp, quan hệ giữa chúng ta và nhà họ châu vẫn rất tốt. Sự việc như thế này thì về tình về lý họ cũng nên thông báo trước với chúng ta một tiếng." Kiều Trấn Lương cảm thấy bất bình tức giận với việc này. Liêu lão cười, "Anh làm chính trị bao nhiêu năm rồi, đến chuyện này mà vẫn không nhìn thoáng ra sao?" Kiều Trấn Lương đáp, "Không phải con nhìn không thoáng, mà cảm thấy không cam tâm." Kiều lão nói, "Có người dò xét chúng ta, cũng có người đứng ngoài quan sát, họ muốn xem xem chúng ta có thực sự là đã già rồi không." Kiều Trấn Lương trong đầu cảm thấy hổ thẹn, đến bây giờ hắn vẫn chưa trở thành một nhân vật độc lập được về mặt chính trị, nếu như không phải cha mình vẫn còn, thì sự việc của Kiều bằng cử lần này có khi quật đổ cả gia tộc không thể gượng dậy nổi. Kiều Lão nói tiếp, trên đời này, không có ai thực sự đồng tình với kẻ yếu hết, muốn đạt được sự kính trọng của người khác, không phải dựa vào nhân phẩm và phong cách của anh, quan trọng nhất là anh đủ mạnh. Con người ta bất luận là lúc nào cũng không được quỷ gối, điều đó sẽ khiến anh quen với việc đi ngưỡng mộ người khác, anh có thể thoái lui nhưng vĩnh viễn không được quỷ gối. Kiều Trấn Lương đáp cha, cha thấy tương lai của Bình Hải thế nào? Kiều Trấn Lương vẫn canh cánh trong lòng về việc từ bỏ Bình Hải theo cách này, vậy nên ông vẫn vô cùng lưu luyến Bình Hải. Kiều Lão điềm nhiên nói, chỉ cần đoàn tàu vẫn còn, người nào lái cũng giống nhau mà thôi phải không? Tuy nhiên chỉ cần đoàn tàu cũng phải dừng tại ga tàu, thì ga của ta tuy có cũ có giả rồi, nhưng không hề bỏ hoang, Châu Yến Tàu sớm muộn gì cũng phải chạy qua ga của ta. Vào chính ngày này, việc của nhà họ Kiều cũng bắt đầu gặp chuyện biến tốt, vụ án hối lộ đầu tư Hoàn Vũ xuất hiện nghi phạm, dính dáng đến Hoàng Hán Dân đã thay đổi khẩu cung ban đầu. Y thừa nhận tất cả hành động hối lộ đều do Y làm, Kiều Bằng Phi hoàn toàn không hay biết gì, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Kiều Bằng Phi thoát khỏi xử phạt. Thực tế Kiều Bằng Phi không hề biết gì về vụ hối lộ, gã chỉ bị rơi vào cái bẫy của kẻ khác gây phiền phức cho kiều bằng cử chính là hành vi đưa hối lộ lời chứng cung mới nhất của hoàng hán dân đã rửa sạch hiềm nghi cho kiều bằng cử những việc mà bây giờ gã phải đối mặt chỉ còn là vấn đề vốn sự việc xảy ra gần đây cũng đã gây dư luận xấu về dự án hoàn vũ kiều bằng cử thoát khỏi án hối lộ nhưng không có nghĩa gã có thể tiếp tục tiến hành hạnh mục hoàn vũ vì khu đất này có liên quan đến hành vi phạm pháp chính phủ hong kong đã ra lệnh thu hồi khu đất các nhà đầu tư cũng lũ lượt yêu cầu thu hồi lại số vốn của họ chỉ cần kiều bằng cử nhanh chóng trả lại khoản vốn tập trung đó, sự việc sẽ ổn thỏa trời yên biển lặng, không có ai còn tiếp tục truy cứu. Việc lần này kiều bằng cử chẳng kiếm chắc được gì mà lại còn phải bồi thường món lợi túc lớn nhưng cũng may sự việc cũng kết thúc ổn thỏa. Kiều Mộng Viện sẽ cho huyền nhượng lại số ngân phiếu hối thông của mình cho tập đoàn điện tử Lam Tinh Hàn Quốc, toàn bộ số tiền được đổi ra sẽ cho huyền vào tài khoản của Kiều Bằng Cử, cô đang cố gắng làm hết khả năng của mình để giúp anh trai vượt qua khó khăn. Người khác nhìn vào thì thấy đây là kết quả tốt đẹp nhất rồi, nhà họ Kiều vẫn dựa vào danh tiếng chính trị của Kiều Lão để vượt qua khủng hoảng này, họ Kiều tuy có tổn thất nhưng không đến mức thảm hại. Trương Dương cũng cảm thấy vui mừng với việc này, sau khi biết tin, hắn lập tức tỏ ý chúc mừng với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện tỏ ra rất lạnh nhạt, tuy khủng hoảng của gia tộc đã qua đi nhưng cô vẫn quyết định chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp có trong tay. Hiện tại có rất nhiều người hứng thú với quảng trường Nam Lâm Tự và quảng trường Sổ Mã Mộng Thần, trả giá cao nhất là tớ, di đoàn thế kỷ An Thái Hong Kong, vì sự việc có liên quan đến họ An nên Kiều Mộng Viên đã đi trưng cầu ý kiến An Ngữ Thần trước tiên. An Ngữ Thần không hề có hứng thú với chuyện kinh doanh, bà thậm chí chẳng muốn về nước để giải quyết việc nà, bà đã giao lại tất cả cho Kiều Mộng Viên, nếu An Đạt Văn đã muốn mua hai sản nghiệp này. Chỉ cần giá cả hợp lý thì chuyển nhượng luôn cho gã không sao cả. Trương Dương cũng giúp Khâu Phượng Tiên liên hệ với Kiều Mộng Viện, Tuy báo giá của khâu phượng tiên lớn hơn nhiều so với của An Đạt Văn đưa ra, nhưng qua thương ngôn, Kiều Mộng Viện cuối cùng vẫn nhượng lại hai sản nghiệp này cho tập đoàn Thế Kỷ An Thái của An Đạt Văn. Sau khi đi xong nước cờ chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp, Kiều Mộng Viện cảm thấy như chút được gánh nặng, cô chủ động mời Trương Dương ăn một bữa. Tâm trạng Kiều Mộng Viện rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Trương Dương lại nhận thấy cô có hơi gầy đi, trong thời gian này chuyện của gia tộc đã gây áp lực tâm lý lớn cho cô, kiều mộng viện đem một cuộn tranh đưa cho trương dương cha bảo em trả lại cho anh trương dương dù không xem nội dung cuộc giấy cũng đã đoán ra cuộn tranh nhất định là bức hoành viết chữ lậu thất minh hắn đẩy cuộc tranh về phía kiều mộng viện anh không có ý định sẽ nhận lại những thứ đồ đã đem tặng kiều mộng viện nói bây giờ ông đã không còn là bí thư tỉnh ủy bình hải nữa rồi anh hình như không cần thiết phải biếu quà trương dương cười đáp em cũng nghĩ anh như vậy sao nghĩ là anh tặng cho bí thư kiều bức hoàng này là vì muốn được thăng quan tiến trước sao kiều mộng viện lắc đầu trương dương cảm ơn anh anh đúng là một bằng hữu đáng tin tưởng trương dương đáp chỉ thế thôi à trước ánh nhìn nóng bỏng của trương dương trái tim kiều mộng viện lại đập thình thịch mặt cô chốc lát nóng rực lên trương đại quan nhân cảm nhận được thay đổi tâm trạng của kiều mộng viện nhỏ giọng nói em hình như không được tự nhiên lắm Kiều Mộng Viện đáp, bất luận là ai mà bị anh nhìn với ánh mắt như vậy đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Không thoải mái ở đâu? Kiều Mộng Viện thở dài, sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không nhiều như thế này. Vì sao? Ánh mắt của Kiều Mộng Viện nhìn xa ra phía ngoài cửa sổ, tối nay em đến kinh đô, mọi việc ở Bình Hải cũng đã chấm dứt, em nghĩ em sẽ không quay lại đây một thời gian trương đại quan nhân hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu nói chẳng lẽ bình hải không đáng để em lưu luyến sao kiều mộng viên lắc đầu con người em thích nhìn về phía trước cô thực sự đang cảm nhận được nỗi buồn phiền trong thâm tâm nghĩ đến chuyện sắp rời xa bình hải rời xa trương dương kiều mộng viện lại không thể khống chế nổi sự nuối tiếc trong lòng nhưng lý trí của cô lại nhắc nhở cô rằng cần phải khắc chế nó quyết không được biển hiện sự mềm yếu và do dự của mình trước mặt trương dương anh sẽ nhanh chóng đến Kinh Đo gặp em." Kiều Mộng Viện cắn môi, nhẹ nhàng nói, "Lúc anh đến, có lẽ em đã không còn ở Kinh Đô nữa." "Thế em dự định sẽ đi đâu?" Kiều Mộng Viện lắc đầu, "Em vẫn chưa nghĩ xong, có thể sẽ đi cho khuây khỏa, đi đến đâu thì đến." Trương Dương cười, phụ nữ một thân một mình phiêu bạt bên ngoài thật khiến người ta không yên tâm được. Hắn lại nói thêm, "Anh không yên tâm." Kiều Mộng Viện đáp, "Em tin anh quan tâm đến em, nhưng em không cần" .sai đồng tử của cô mở to, có hơi chút đỏ, em có thể chăm sóc được cho mình, vậy nên không cần ai quan tâm hết. Trương Dương cười, có lẽ lúc này em không cần đến, nhưng em hãy nhớ rằng, chỉ cần khi nào em muốn, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Em tin, ánh nắng trói rực rỡ của ban chiều xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh vào bên trong, phản quan lên người Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan Nhân lúc này như đang nảy sinh cái cảm giác buồn thương khi ly biệt, hắn đột nhiên có một cảm giác, Kiều Mộng Viện lần này rời khỏi Bình Hải, có lẽ sẽ rất lâu, cô dường như đang chạy trốn, Trương Dương cũng không hiểu rốt cuộc cô đang trốn tránh điều gì. Là hiện thực hay là bản thân? Trương Dương nói, tình hình bằng cử thế nào rồi? Trương 1257, lựa chọn hợp tác 6. Kiều Mộng Viện trả lời, vẫn ổn, hai ngày nữa anh ấy cũng sẽ đến Kinh Đô, phiền phức bên Hong Kong cũng đã sắp xếp xong, trong nước vẫn còn vấn đề nguồn vốn cần giải quyết. Trương Dương nói, "Giúp anh hỏi thăm cậu ấy một chút." Kiều Mộng Viện gật đầu. Trương Dương nói tiếp, "Trước dịp Tết anh sẽ đi Kinh Đô một chuyến, hy vọng đến lúc đó em đừng có quên mất anh đấy." Kiều Mộng Viện cười nhạt, nhưng trong lòng cô đang nghĩ lúc Trương Dương đến Kinh Đô thì cô đã rời đi rồi, lần này cô tới Kinh Đô là vì gặp mặt cha mình lần cuối, cô không thuộc về nhà họ Kiều, sự tồn tại của cô chi là nỗi sỉ nhục cho họ Kiều. Lý do mà cô tiếp tục lưu lại sau khi biết rõ chân tướng sự việc là vì cô cảm thấy nhà họ Kiều đang gặp khó khăn, bản thân không nên gây thêm phiền phức, không nên để cha thêm phiền lòng. Còn bây giờ, sự việc đã cơ bản được giải quyết, cũng đã đến lúc cô rời đi. Trương Dương không hề biết về bí mật của Kiều Mộng viện, thấy cô vẫn giữ tâm trạng buồn bã không vui, hắn cho rằng cô buồn vì chuyện cha mẹ ly hôn, hắn nhỏ giọng, trên đời này có rất nhiều chuyện không như ý muốn nhưng cũng không có những chuyện khó khăn trở ngại nào không thể vượt qua được chuyện của anh em cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi kiều mộng viện đáp yên tâm em có thể nghĩ thông được trương dương nói em là người con gái kiên cường nhất mà anh từng gặp kiều mộng viện lại nói những người càng biểu hiện kiên cường bao nhiêu thì lại càng yếu đuối bấy nhiêu tự tạo ra vẻ kiên cường là để tránh bị tổn thương cô đặt chén trà xuống một cách trầm chậm em không thích kiên cường chút nào Đa số phụ nữ kiên cường chỉ là biển hiện bên ngoài, đó chỉ là hình thức dùng để che giấu nội tâm của mình, nhưng đối với đàn ông mà nói, họ đương nhiên phải lựa chọn sự kiên cường. Tống Hoài Minh dành mạch phân minh tiến hành công việc của ông, trong lần biến động chính trị này, ông đã nhấc Đỗ Thiên Giã lên làm phó chủ tịch. Đỗ Thiên Giã vốn tưởng mình có hy vọng gia nhập thường vụ, nhưng khi vừa nghe tin Châu Hưng Dân nhận chức chủ tịch Bình Hải, gã lập tức hiểu ra rằng mình còn cách xa thường vụ lắm. Lúc Tống Hoài Minh và Đỗ Thiên Giã gặp nhau, thế cục của Bình Hải đã cơ bản được xác định, Đỗ Thiên Giã tuy được thăng chức làm phó chủ tịch nhưng công việc chủ yếu của gã vẫn là bí thư thị ủy Giang Thành. Phương châm chiến lược tăng tốc phát triển nền kinh tế phía Bắc Bình Hải, cố gắng kiên trì phát triển kinh tế phía Nam trong 20 thế kỷ mà cố doãn chi trước khi rời chức đã xác lập vẫn được giữ nguyên. Đỗ Thiên Giã nói, khi nào Chủ tịch Châu đến nhận chức? Tống Hoài Minh cười, cậu ta vừa mới gọi điện cho tôi nói phải bàn giao lại công tác hiện tại với cấp trên, khoảng tuần sau sẽ tới. Đỗ Thiên Giã gật đầu. Tống Hoài Minh nói tiếp, Thiên Giã, cậu có quen với Chủ tịch Châu không? Đỗ Thiên Giã nói, có gặp qua mấy lần, cũng không hẳn là quen, tôi biết cậu ta là một thiên tài chính trị, một trong những người tiếp nối được lãnh đạo đáng giá cao. Đỗ Thiên Giã là người tương đối thẳng tính, gã cũng rất tín nhiệm Tống Hoài Minh, cho nên mới bình luận công khai về Châu Hưng Dân như vậy trước mặt Tống Hoài Minh thực ra những gì gã nói cũng chỉ là nghe được từ người khác. Tống Hoài Minh đáp, mong rằng sự góp mặt của Chủ tịch Châu sẽ đem đến viễn cảnh mới cho Bình Hải. Đỗ Thiên giã cười, cũng không có ý tiếp tục nói gì, thực ra gã đã thấm thía một chút đạo lý từ sự việc lần này, nhưng gã không thể nói, lúc Kiều Trấn Lương cáo bệnh rút lui, phòng ba gió bão xảy ra ở Bình Hải đã làm cho người ta không hiểu được gì hết. Nhưng giờ với sự có mặt của Châu Hưng Dân, nhân quả của sự việc đã được sáng tỏ, ngay lúc đầu Đỗ Thiên Giã cũng cho rằng nguyên nhân sự việc là tranh đấu giữa Phan Quốc Quyền và Kiều Lão. Giờ xem ra, sự việc phức tạp hơn hẳn suy nghĩ của gã, sự việc liên quan đến họ Châu. Trước đây quan hệ giữa họ Kiều và họ Châu rất tốt, không ngờ Kiều Lão vừa mới về hưu không lâu, hai nhà đã xảy ra sức mẻ, điều này càng khẳng định câu nói trên trường chính trị không bao giờ có tình bạn vĩnh cửu. Tống Hoài Minh hẹn gặp Đỗ Thiên Giã, một là để thông báo gã nhận chức phó chủ tịch Bình Hải, hai là dặn dò gã yên tâm công tác, tiếp tục phát triển kinh tế phía bắc của Bình Hải, xây dựng vòng kinh tế phía bắc lấy Giang Thành làm trung tâm. Đỗ Thiên giã biết chức phó chủ tịch của mình đã là chuyện như đinh đóng cột, nhưng công việc sau này hẳn cũng không thay đổi lắm, chẳng qua chỉ là thêm một chức nữa, tuy nhiên điều này cực kỳ quan trọng với sự phát triển sau này của gã. Từ sau khi Tống Hoài Minh kế nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, ông đã tiến hành nhiều cuộc đàm thoại và trấn an, chủ yếu là để ổn định tâm lý của các cán bộ cố gắng không gây ảnh hưởng đến các công tác hàng ngày của Bình Hải. Còn Châu Hương Dân đã được ủy nhiệm làm Chủ tịch Bình Hải, Phó Bí Thư tỉnh ủy Bình Hải. Điều này cũng đồng nghĩa với việc biến động chính cục lần này đã qua cơn bão táp. Thời gian này Trương Dương cũng không qua thăm nhà Tống, cũng không chủ động gọi điện thoại, vì hắn biết rằng Tống Hoài Minh hẳn bận rộn nhiều việc, không nên gây thêm loạn cho ông vào lúc này. Từ lúc hợp tác thỏa thuận với Trương Bích Quân, Trương Dương gần đây đang chú ý sát sao đến động thái của cha Tấn Bắc, tuy nhiên ngoài lần có ý đổ suối dục diêm quốc thọ ra cha tấn bắc cũng không có hành động đặc biệt nào khác người phía bên quốc an phối hợp với trương dương điều tra về y và khâu phượng tiên tiến hành hành động theo dõi cũng không có được tiến triển nào hành động theo dõi lần trước của quốc an đã gây ảnh hưởng tâm lý cho tần thanh thời gian gần đây cô và trương dương rất ít gặp nhau dù cho chỉ có hai người trong phòng làm việc cũng giữ khoảng cách thấy vẻ mà tần thanh rất nghiêm túc trương đại quan nhân rốt cuộc cũng không nhịn nổi hỏi gì vậy, tối em có rảnh không? Tần Thanh đáp, em hẹn với Thường Hải Tâm đi dạo phố. Trương Dương thở dài, như là bị rắn cắn có một lần mà sợ đến giả vậy, việc ấy anh đã xử đẹp rồi. Tần Thanh nhẹ nhàng nói, anh ý à, gần đây vẫn phong túng như thế. Cô luôn lo lắng chuyện của mình và Trương Dương sẽ bị người khác biết được. Trương Dương nói, em sợ à. Tần Thanh lắc đầu, không phải sợ mà là lo lắng, em lo sẽ ảnh hưởng tới anh bây giờ tống hoài minh đã là bí thư tỉnh ủy bình hải nếu chuyện giữa cô và trương dương bị phanh phui thực sẽ gây ra ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi trương dương nói anh chẳng sợ bị ảnh hưởng câu nói này có chút vẻ ra oai tần thanh nói trương dương có việc này em muốn bàn với anh trương dương gật đầu hắn nhìn tần thanh qua những nếp nhăn trên chán hắn có thể cảm nhận thấy áp lực tâm lý nặng nề mà gần đây cô phải chịu tần thanh nói em nghĩ chúng ta nên tách ra Tương đại quan nhân ngạc nhiên, gì cơ? Tần Thanh nghĩ rằng hắn đang hiểu nhầm ý của cô, vội giải thích, không phải là ý đó, em đang nói đến công việc. Trương đại quan nhân đáp, ý em là muốn đá anh ra khỏi dự án thành phố mới sao? Công tác kiến thiết ở đây đang bắt đầu, anh lại vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư, em đã muốn đá anh ra khỏi đây sao, định qua cầu rút ván à? Vấn đề hiện đã được giải quyết xong đâu? Tần Thanh nói, Trương Dương, không phải là em sợ ảnh hưởng gì, nếu có kẻ mưu đồ tiết lộ chuyện của chúng ta, cùng lắm em không làm nữa, nhưng anh lại khác, yên nhiên là một cô gái tốt, anh có nghĩ đến bí thư tống sẽ nghĩ như thế nào không? Ông ấy sẽ cho phép anh đối xử như thế với con gái của mình sao? Trương Dương đáp, cùng lắm thì sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Tần Thanh nói, có những chuyện khó mà phòng trước được. Trương Dương đang định nói thêm thì điện thoại hắn đổ chuông, là Tống Hoài Minh gọi đến, Tống Hoài Minh muốn hắn đi cùng đến gặp Cố Doãn Chi. Trương Dương nhận lời một cách vui vẻ, hắn đứng dậy, anh có chú vi tiệc, đợi anh xong việc sẽ gọi điện cho em. Tần Thanh nói, em còn chưa nói xong với anh đâu. Trương Dương cười, để sau đi, lãnh đạo lại gọi anh về, không dám chậm trễ. Trương Dương đi thẳng đến chỗ Cố Doãn Chi, vừa đến biệt thự hắn đã thấy chiếc hồng kỳ của Tống Hoài Minh, còn có một con BMW màu xanh đỗ bên cạnh. Cố Dưỡng Dưỡng đang lau xe ở đó. Trương Dương hoan hỉ đỗ xe ở một bên. Dưỡng Dưỡng, em tiết kiệm quá, tiết kiệm cả tiền rửa xe nữa. Trời lạnh như vậy, đừng để bị lạnh. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn thấy Trương Dương, đôi mắt thêm sáng ngời. Cô cười, em cũng định đi rửa xe, nhưng mà chú Tống tới chơi, cha mời chú ở lại ăn cơm. Em phải giúp nấu nướng, thế nên đang lau qua loa cho đỡ bụi. Trương Dương nhìn về phía của chính, ở trong đó hả? Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu. Cô cất chổi phủi bụi vào hộp đồ dự bị, Trương Dương, anh giúp đi mua đồ ăn đi. Trương Dương không nhịn được nói, không lớn không bé gì thế. Cô dưỡng dưỡng cười, bây giờ em đã bước vào xã hội rồi, anh đừng coi em như trẻ con nữa. Trương Dương thở dài, hỏi cố dưỡng dưỡng muốn mua gì, rồi vội vàng lái xe đi mua. Lần này Tống Hoài Minh tới có hơi đột ngột, nhưng cố Doãn Chi cũng không cảm thấy lạ gì, chuyện xảy ra ở Bình Hải ông cũng có nghe qua, Tống Hoài Minh đến nhất định là muốn xin thỉnh giáo, Cố Doãn chi thực không thích luận chuyện chính trị, đặc biệt là trước mặt người đương quyền như Tống Hoài Minh. Chủ đề của Tống Hoài Minh cũng chỉ xoay quanh đồ gốm và trà đạo, những nhà chính trị gia thường hay vòng vo tam quốc, nhưng rốt cuộc ông ta cũng đi vào chủ đề chính, "Bí thư Cố, biến động lần này của Bình Hải ông đã nghe nói rồi phải không ạ?" Cố Doãn chi mỉm cười, có xem qua thời sự, tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Ông biết rõ mục đích của Tống Hoài Minh Cố Doãn Chi không chỉ là một bàng quan giả mà còn là người từng trải, nên ông có thể hiểu được tâm trạng của Tống Hoài Minh hiện giờ. Chính cục Bình Hải chưa tệ ổn định trong thời gian ngắn, dù biến động lần này không dính dáng đến nhiều người nhưng cũng đã thể hiện rõ tác dụng của một số thế lực chính trị, biến động này của Bình Hải đã trở nên cực kỳ phức tạp. Tống Hoài Minh nói, cấp trên giao cho tôi Bình Hải, tôi thực sự rất lo lắng, sợ là tôi sẽ phu lòng tín nhiệm của tổ chức. Cố Doãn Chi đáp, những binh lính không ham muốn là tướng thường không phải là những binh lính tốt. Hoài Minh à, nói lời không nên nói, anh muốn đạt được chức vị cũng không phải là dễ dàng mà được ngay phải không? Cố Doãn Chi đương nhiên có tư cách nói câu này với Tống Hoài Minh. Ông và Tống Hoài Minh từng công tác tiếp xúc với nhau nên ông cũng hiểu rõ ý chí và hoài bão của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cười, ông gật đầu, tôi cũng từng nghĩ qua, trước đây tôi cho rằng nếu ngồi vào vị trí này chắc sẽ làm rất tốt, nhưng bây giờ sau khi ngồi vào vị trí này rồi mới phát hiện ra, sự việc không hề đơn giản như tôi đã nghĩ, vị trí này không chỉ cần tôi phải đi làm việc mà còn phải suy xét tới sự liên quan nhiều phương diện khác nhau. Cố Doãn Chi nói, suy mưu tính kế quyết đấu với nghìn người, mọi việc không hẳn đều phải tự làm, muốn làm thật tốt, điều chủ yếu nhất là phải điều chỉnh mối liên hệ giữa nhiều phương diện, điều chỉnh tính tích cực của mỗi thành viên trong đội ngũ lãnh đạo, gắng sức duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất của bộ máy này. Kỳ thực đạo lý này ai cũng hiểu, nếu bắt tay vào làm, thực sự là khác xa so với tưởng tượng. Tống Hoài Minh nói, tôi vẫn luôn coi ông làm tấm gương để học tập. Cố Doãn Chi cười ha ha, thời đại đang ngày một tiến bộ, trình độ quản lý cán bộ cũng không ngừng được nâng cao, những sách lược trước đây tôi áp dụng vào quản lý Bình Hải chưa chắc sẽ phù hợp, thực ra trong quá trình quản lý của tôi vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, anh hẳn là hiểu điều này tống hoài minh chân thành đáp trước đây tôi cũng không hiểu rõ cách thức làm việc của bí thư cố nhưng giờ tôi mới hiểu cách làm của ông là đúng đắn tôi thực sự không được quyết đoán và nhìn xa trông rộng như ông cố doãn chi nói cùng một loại bút cùng một loại giấy đưa cho những người khác nhau thì thứ vẽ ra cũng không giống nhau tuy nhiên nó không đại diện cái nào tốt cái nào xấu đánh giá về thành tích chính trị không phải là chúng ta cũng không phải là người khác mà chính là lịch sử trang sử của tôi đã lật qua rồi Bây giờ thỉnh thoảng nhìn lại thấy bản thân có không ít khuyết điểm, trang sử của đồng chí Trấn Lương cũng đã qua rồi, là một bàng quan giả, tôi cũng nhìn thấy khuyết điểm của đồng chí ấy, nhưng ưu điểm của ông ấy cũng rất nhiều. Một cá nhân nhận đảm nhận một nơi, chỉ cần anh ta làm việc thật sự, chắc chắn sẽ in lên mảnh đất này phẩm chất riêng của anh ta. Chương 1258, thủ đoạn chính trị 1. Tống Hoài Minh nói, biến động của Bình Hải lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Cố Doãn Chi đáp, trên đời này vốn không có chuyện gì là không thay đổi cả. Tống Hoài Minh lại nói, bí thư cố có thể góp ý cho tôi không? Cố Doãn Chi mỉm cười, khi còn trong thể chế, cần phải tập trung tinh lực, luôn luôn chú ý những biến động chính cục xung quanh, lúc đó khứu giác chính trị sẽ tự nhiên trở nên nhạy bén, nhưng khi anh đã rời xa môi trường này, cả con người anh sẽ trở nên thả lỏng, tư duy dần sẽ không theo kịp được thời đại, tôi cũng rất muốn đưa ra góp ý cho anh nhưng chỉ sợ không những không giúp được mà lại còn chỉ dẫn sai lầm cho anh tống hoài minh đáp không giấu gì ông trong lòng tôi giờ đây đang rất dối bời cô doãn chi nói con người ta càng những lúc dối bời càng phải kiên trì giữ vững chủ định của mình tống hoài minh đáp lập này bí thư kiều đổ bệnh đột ngột tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận cô doãn chi cười vậy thì anh không phải là một cán bộ đủ tiêu chuẩn lúc đảng cần anh nhất đủ điều kiện thì phải lên chức, không đủ điều kiện thì tự tạo ra điều kiện cũng phải lên. Tống Hoài Minh đáp, nếu tổ chức đã giao Bình Hải lại cho tôi, tôi nhất định phải đảm đương trọng trách này, tôi sợ mình làm không tốt. Cố Doãn Chi nhận ra Tống Hoài Minh không phải sợ năng lực của bản thân yếu kém, mà vì thế cục Bình Hải hiện giờ cực kỳ éo le, sự ra đi của Kiều Trấn Lương chắc chắn không phải là do đổ bệnh nhưng ông ta tuyên bố, hẳn là do kết quả đánh cờ đấu nước của những thế lực chính trị dẫn tới. Xét theo tình hình hiện tại, Họ Kiều chắc đã thua mất một ván, nếu không Kiều Trấn Lương cũng không dùng đến cách này để từ biệt Bình Hải. Tống Hoài Minh nói: "Bí thư Cố, xét về nhiều mặt tôi cũng có thể là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi hy vọng Bình Hải trong tương lai có thể tránh xa được đấu đá chính trị, đội ngũ lãnh đạo của Bình Hải có thể đoàn kết một lòng, tập trung toàn bộ sức lực vào xây dựng Bình Hải." Cố Doãn Chi nói nhỏ: "Thế giới mà con người sống không phải là một không gian đơn thuần." Chính đàn mà chúng ta đang tham gia lại chính là nơi phức tạp nhất trong cuộc sống này, mỗi người đều có tư tưởng của mình, đối với người tinh anh chính giới mà nói, họ đều có kiến giải và quan điểm độc đáo riêng biệt của chính bản thân. Một nhà lãnh đạo thành công muốn phát huy năng lực lớn nhất của đoàn thể, trước tiên cần phải làm được là thống nhất tư tưởng, chỉ cần tư tưởng hướng về cùng một phía, năng lực mới có thể tập trung lại để sử dụng. Vậy nên có rất nhiều nhà lãnh đạo không tránh khỏi thể hiện ra sự độc đoán chuyên quyền. Tống Hoài Minh nhớ tới Kiều Trấn Lương, ông gật đầu. Cố Doãn Chi nói, Hoài Minh, anh là một người rất nhiệt tình với công việc, rất thiết thực, tôi biết, anh không muốn phí sức lực vì đấu đá chính trị, nhưng hiện giờ anh đã ngồi lên vị trí này rồi, trước tiên phải làm được việc hòa hợp các quan hệ nhiều mặt. Có người từng nói, trên trường chính trị không có cái gọi là đối thủ vĩnh viễn, cũng không có bản thân mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, là một lãnh đạo cao nhất của Bình Hải, phải xác định đúng đắn, khiến cho tất cả đều phấn đấu vì lợi ích cộng đồng. Cũng chỉ có như thế anh mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tống Hoài Minh nói, chính cục tương lai của Bình Hải sẽ còn phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Cố Doãn Chi nói, anh đã nhận thấy điều gì rồi? Tống Hoài Minh đáp, chuyện của bí thư Kiều là việc tôi không ngờ đến, chuyện này xuất phát từ bên trên mà tôi nghĩ chuyện này còn chưa kết thúc. Cố Doãn Chi mỉm cười, có tranh đấu thì sẽ phải đối mặt với lựa chọn phe cánh dù anh muốn giữ thế trung lập, nhưng đến lúc báo táp ập tới, anh không chọn nơi trú ngụ để tránh, anh sẽ bị ướt hết. Tất cả vẫn phải xem vào chính lựa chọn của mình. Tống Hoài Minh cuối cũng cũng đưa ra câu hỏi then chốt nhất, bí thư cố, ông có nhận xét gì về việc lần này của bí thư Kiều? Cô Doãn Chi nói, đồng chí Trấn Lương đổ bệnh lần này chưa chắc đã là chuyện không tốt. Tống Hoài Minh ngẩn ra. Cô Doãn Chi nói tiếp, anh ta vẫn còn trẻ dù có đổ bệnh cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Tống Hoài Minh hiểu ra ý của Cố Doãn Chi, ông ta đang ám chỉ con đường chính trị của Kiều Trấn Lương chưa hề đi đến cùng đường. Chẳng lẽ không lâu sau Kiều Trấn Lương vẫn có hy vọng trở lại? Tống Hoài Minh đã dự định sẽ ở lị nhà Cố Doãn Chi ăn cơm, nhưng lúc đến nhận được điện thoại cầu diêm quốc thọ, gã nói có công chuyện cần báo cáo, Tống Hoài Minh đành phải bỏ qua dự định, chào Cố Doãn Chi một tiếp rồi vội vã ra về. Trương Dương mua đồ về mới biết Tống Hoài Minh đã đi, cố doãn chi cười những người làm lãnh đạo thân bất do kỳ càng làm chức cao càng ít được tự do trương dương cười còn chỉ nghe nói càng làm chức cao càng có quyền lực chứ chưa nghe tới ít được tự do cố dưỡng dưỡng đi đến đón lấy túi đồ từ tay trương dương nói anh rể à anh phải ở lại đây ăn cơm đó nếu không em nấu bao nhiêu món thế này chẳng phải là lãnh phí à cố doãn chi vờ giọng cả giận nói gì thế để ta ăn là lãnh phí sao Cố dưỡng dưỡng cười khanh khách rồi quay đi. Trương Dương đi cùng Cố Doãn Chi vào thư phòng xem mấy thứ đồ sứ mà ông mới siêu tầm được. Sau khi nghỉ hưu Cố Doãn Chi đã siêu tầm rất nhiều đồ sứ, thứ tinh xảo thì không có nhiều, Trương Dương cũng đem biếu ông vài thứ. Cố Doãn Chi mới siêu tầm được một bộ tượng sứ ca vũ, có từ đời Hán, nhưng chỗ tượng này đa số đều đã thiếu chân hoặc tay, giá trị không cao mấy. Cố Doãn Chi cũng không quan tâm đến giá trị, thứ mà ông hứng thú là lịch sử văn hóa ẩn sau đó của nó. Trương Dương nói: Bí thư Tống đến tìm cha là để lỉnh giáo à? Cố Doãn Chi không khỏi buồn cười, ông ta chắc là thất vọng ra về. Ta cũng đã lạc hậu rồi. Trương Dương nói: Cha đâu có lạc hậu, mà là giữ lại, không có ý truyền thụ kinh nghiệm chính trị của cha cho ông ấy. Thứ tài sản chính trị quý báu nhưng vậy cha dự định sẽ truyền lại cho con không? Cố Doãn Chi cười ha ha, tiểu tử anh, mồm mép láo lỉnh, không phải lãnh đạo nào cũng thích kiểu này của anh đâu. Trương Dương thở dài, cha à trước đây con đã muốn theo học cha, cha nói xem có phải tiền đồ của con ở Bình Hải xem ra đã gặp chướng ngại. Cố Doãn Chi lập tức hiểu rõ vì sao hắn nói như vậy, Tống Hoài Minh kế nhiệm chức bí thư tỉnh ủy chưa chắc đã là việc tốt gì với Trương Dương, chỉ ít làm cho hắn mất nhiều tự do hơn trong cả ngôn hành. Ở Đông Giang, làm việc dưới con mắt của Tống Hoài Minh, hẳn có nhiều kẻ để ý giám sát biểu hiện của Trương Dương, quan hệ đặc biệt giữa hắn và Tống Hoài Minh càng nhận được nhiều sự quan tâm, đương nhiên kiểu quan tâm này không phải là có ý tốt. Cố Doãn Chi nói, bản thân làm việc quang minh ngay thẳng không cần phải lo lắng quá nhiều, tuy nhiên tiểu tử anh có quá nhiều tật xấu, để anh ở Đông Giang sẽ thành một cái mục tiêu sống. Trương đại quan nhân hơi chút xấu hổ mỉm cười, cho nên con vẫn phải xin cha thường xuyên chỉ dạy những sai lầm. Cố Doãn Chi đáp chính trị cũng phải có thiên Phật, không phải có thể chỉ ra, chủ yếu là dựa vào giác ngộ của bản thân anh. Trương Dương nói, sư phụ dẫn đồ đệ nhập môn tu hành là dựa và cá nhân, cha đã dẫn con vào, những chuyện khác cứ giao cho con giải quyết. Cố Doãn chi cười, anh đã lăn lộn trong thể chế sắp được 5 năm rồi, lại còn dám nói là mình chưa nhập môn, anh không phải là quá ngốc mà là da mặt quá dày. Cố Doãn chi coi Trương Dương giống như con của mình. Trương Dương lại nói cha, sự biến ảo thay đổi trong chính đàn bình hải này, tuy con chưa nếm qua thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn bỏ chạy, Đối với tình hình gần đây, con cũng có đôi chút phân tích." Cố Doãn Chi cười, "Có tiến bộ, hiểu được phân tích vấn đề là tốt, anh hãy phân tích cho tôi nghe thử." Trương đại quan nhân hắng giọng nói, "Cha cứ coi như những lời con nói chỉ là lời nói trẻ con không đáng chấp, đúng cha cũng không cần phải khen ngợi, sai cha cũng đừng đả kích con." Cố Doãn Chi cười gật đầu. Trương Dương nói, "Chuyện lần này của Bình Hải không chỉ đơn thuần như vậy." Việc tích vốn đầu tư của Kiều bằng cử thật ra chỉ là một màn dạo đầu của âm mưu sắp đặt trước. Nhìn từ diễn biến sự việc, gã chắc là rơi vào cái bẫy của người khác. Họ lợi dụng tâm lý duy lợi của gã để dẫn dụ gã xa vào án vốn đầu tư phi pháp này. Sau đó lại gán cái tội hối lộ quan chức chính phủ Hong Kong lên đầu hắn. Từ đó gây ra khủng hoảng chính trị cho Kiều Trấn Lương. Còn cho rằng tất cả đều có kẻ đứng sau giật dây nhầm vào nhà họ Kiều. Cô Doãn Chi đáp, luận về âm mưu, có rất nhiều người cũng suy nghĩ như anh. Trương Dương nói, còn có chứng cứ, hắn kể ra việc hai ngày trước phát hiện ra cha Tấn Bắc hẹn gặp Diêm Quốc Thọ cho cố doãn chi nghe. Cố doãn chi nghe đến đây, mới biết vì sao Trương Dương một mực chắc chắn toàn bộ sự việc là âm mưu. Trương Dương nói tiếp, tuy cha Tấn Bắc có hoàn cảnh thế lực, nhưng ảnh hưởng của họ nhà cha hẳn là không thể bì với tầm ảnh hưởng của họ kiều, vậy nên sau lưng y nhất định là còn có người khác, còn chưa điều tra ra người đó là ai, nhưng giờ đã rõ cả. Cố Doãn Chi nói, anh rõ cả. Chương 1259, thủ đoạn chính trị 2. Trương đại quan nhân gật gật, hắn rất tự tin, ai là người được lợi trong cuộc đấu đá này, kẻ đó chính là đạo diễn dựng lên màn kịch. Cố Doãn Chi đáp, được lợi nhiều nhất là Tống Hoài Minh, anh đang nói nhạc phụ đại nhân tương lai của mình chính là kẻ chủ mưu. Trương Dương nói, con đang nói đến kẻ khác chính là Châu Hưng Dân. Cố Doãn Chi đương nhiên biết Trương Dương ám chỉ tới Châu Hưng Dân, ông điềm nhiên hỏi, anh cho là như vậy. Trương Dương đáp, còn nói đến không chỉ là Châu Hưng Dân, mà nói đến cả tập đoàn ích lợi chính trị phía sau y, chính là nhà họ Châu, ngoài nhà họ cha còn có những tập đoàn ích lợi chính trị khác cũng đồng hành động nhằm vào họ Kiều. Cố Doãn Chi đáp, anh có lẽ không biết quan hệ giữa Kiều lão và nhà Châu. Trương Dương nói, trên trường chính trị không có cái gọi là bằng hữu mãi mãi. Trước đây khi lợi ích chính trị của họ được duy trì thống nhất họ vẫn là bạn bè, nhưng hiện giờ, lợi ích chính trị hai bên xảy ra xung đột, nhà châu động ra tay với nhà họ Kiều cũng là chuyện bình thường. Cố Doãn Chi nói, anh quả nhiên nghiêng về xu hướng có kẻ lập âm mưu, nhất miệng nói đến ngưu đồ. Trương Dương cười hơi đắc ý, lăn lộn trong thể chế đã lâu, sự giác ngộ của con cũng phải được nâng cao lên chút ít. Cố Doãn Chi nói, anh lại bỏ qua mấy điều, thứ nhất, trước khi Kiều Lão rút lui, hai nhà kiều và châu luôn là đồng minh trên trường chính trị này thứ hai bản thân châu hương dân là một cán bộ xuất sắc nhất trong số cán bộ trẻ tuổi cũng là một trong những người kế nhiệm được cấp trên tán thưởng chỉ là anh ta xuất hiện ở vị trí nhạy cảm nhất trong thời điểm nhạy cảm nhất này thứ ba nhà châu không có lý do gì để gây hại cho nhà họ kiều trương dương nói nhưng nhà châu hoàn toàn được lợi từ trận đấu đá chính trị lần này là việc không hề nghi ngờ gì sau khi nói chuyện với cố doãn chi Trương Dương mới nhận thấy khoảng cách giữa phân tranh của lãnh đạo và bản thân mình là quá xa, không cần đến mình lo lắng. Thực ra cho dù mình có lo lắng quan tâm cũng không thay đổi được gì, việc quan trọng trước mặt bây giờ là vấn đề công tác của hắn trong tương lai. Trương Dương vốn định đi gặp Tần Thanh để hỏi vấn đề này, nhưng không ngờ Trần Thiệu Bân đột ngột quay về, tên này trốn đông trốn tây ở tỉnh khác nhiều ngày rồi. Sau khi vấn đề của Kiều Bằng Cử được giải quyết, số vốn gã đầu tư vào Hoàn Vũ cũng đã qua điều tra, lúc này gã mới dám lộ diệm ở Đông Giang. Tuy nhiên lần này gã qua về vẫn không dám trở về nhà, gã liên lạc với mấy người bạn cũ trước là Lương Thành Long, Trương Dương, Viên Ba và Đinh Triệu Dũng. Lúc Trương Dương đến quán ba hát sai phiến thì tất cả đã có mặt, họ đã ngồi trong phòng và uống rượu. Trần Thiệu Bân vừa mới cắt tóc, y cũng đã cạo nhăn dâu, nhưng trông có vẻ gầy đi, trước cũng ảnh hưởng tâm lý vì áp lực sự việc vốn đầu tư hoàn vũ. Y cầm ly rượu lên, anh em à, tôi đây khổ lắm, cứ nghĩ cuộc đời này sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại phụ lão hương thân, không ngờ rằng, rốt cuộc tôi cũng có thể thoát khỏi kiếp nạn này. lương thành long đáp, đáng đời cậu, ai bảo cậu tham lam cho lắm vào, làm người phải biết thật thà, muốn một bước phát nhanh, loại người như cậu không vấp đổ mới là lạ. viên ba cười, thành long, thiều bân cũng đâu dễ dàng gì, anh đừng dè biểu cậu ấy. đinh thiệu dũng nói, có cầu đại nạn không chết tất có hậu phúc, chuyện lần này hữu kinh vô hiểm. Điều tử cậu có thể coi là được hồng phúc tề thiên, nào, chúng ta cùng chúc cậu một ly. Trương Dương hưởng ứng nói, người có thể sống để quay về là điều không hề dễ dàng, tôi cũng định đeo theo cái danh để phiêu bạt thiên hạ, cả đời mai danh ẩn tích ăn xin sống qua ngày, không ngờ sự việc lại xoay chuyển tình thế, lại được giải quyết. Trần Thiệu bần uống ly rượu, rồi thở dài một hơi, lần này suýt nữa hù tôi sợ chết khiếp, sau này tôi sẽ không bao giờ dính vào việc mưu lợi đầu tư như thế nữa lương thành long nói tôi không tin cháu có thể thay đổi thói quen ăn xít mọi người đều cười ầm lên trần thiệu bân trợn mắt nhìn cái thằng này nói cái gì thế tao đã gặp đủ xui xẻo rồi mày còn không nói được lời nào tử tế à lương thành long nói người ăn thứ lợi trước mắt quen rồi tưởng có thể dễ dàng làm việc một cách thật thà kiên định sao đinh thiệu dũng lại nói tôi thấy thiện bân lần này không thành vấn đề ngã một vố đau như thế chắc đã học được bài học sâu sắc trần thiệu bân nói lần nà suýt nữa thì tôi chẳng còn gì cái lỗ thủng tới tỷ đồng dù tôi có bán thân cả đời cũng không thể bù đắp nổi trương dương cười dựa vào cái thân sát ra bọc xương này của cậu có mà dán tiền lên cũng chẳng ai cần lương thành long nghe thế gật đầu đinh triệu dũng nói nếu kiều bằng cử không sao cả cậu đương nhiên cũng không sao nhắc tới kiều bằng cử trần thiệu bân không khỏi thở dài lần này tôi thật là may mắn kiều bằng cử nếu xong đời thì tôi cũng xong luôn Lương Thành Long lại nói Kiều Bằng Cử lần này bị một vố lớn, vì viết của hắn bí thư Kiều phải rút khỏi Bình Hải. Đám đệ tử cán bộ này cũng rất quan tâm đến biến động gần đây của Bình Hải, câu nói của Lương Thành Long lại dẫn họ vào vấn đề thảo luận mới. Đinh Triệu Dũng nói Kiều Bằng Cử thật là thằng gây họa đầy mình, lần này hắn gây rắc rối lớn cho gia đình hắn, nếu không phải là Bằng Cử, bí thư Kiều nhất định sẽ không đưa ra lựa chọn này. Trần Thiệu bân gục đầu xuống, cầm ly rượu lên uống một cách dầu dĩ, Gã không khỏi nghĩ đến mình, vì chuyện tập trung vốn mà làm cho cha mình tức giận đến đổ bệnh, ông còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, việc này cũng là một trong những nguyên nhân mà Trần Thiệu Bân không dám trở về nhà trước tiên. Viên ba dù sao cũng là người lớn tuổi lớn hơn hết, cũng suy nghĩ lo lắng về vấn đề nhiều hơn đám tiểu tử vô tâm này một chút, y nhìn vẻ ủ rũ của Trần Thiệu Bân, vỗ vào vai gã nói: "Thiệu Bân, con người ta sống ở trên đời ai cũng phải vấp ngã, thất bại lần này có thể coi là chuyện tốt đối với cậu." ngã một lần khôn hơn một chút. Trương Dương cười, đại nạn không chết tất có hậu phúc, đúng rồi, khoản tiền đó cậu đã trả hết chưa? Trần Thiệu Bân đáp, nếu không trả hết tôi cũng không dám quay về, kiều bằng cử tên này cũng là thằng trả nợ song phẳng, khoản vốn tập trung đầu tư vào hoàn vũ lúc đầu hắn đều trả lại hết không thiếu một xu, tuy nhiên dừng có mà mơ gì đến lợi tức. Lương Thành Long nói, E còn lợi tác gì nữa, có thể cầm lại số tiền vốn là tốt lắm rồi. Đinh Triệu Dũng lại nói, chuyện này là xảy ra với nhà họ Kiều, nếu đổi thành chúng ta e là sớm đã. Lương Thành Long nói, nhà họ Kiều lần này cũng bị đại thương nguyên khí, tôi nghe nói Kiều Lão vì bảo vệ thằng cháu bảo bối của ông ta mà phải nhờ vào tất cả các mối quan hệ, nếu không Kiều bằng cử đã xong đời rồi. Viên Ba nói, người vừa đi là trà đã nguội, nếu Kiều Lão vẫn tại vị, tôi nghĩ sẽ chẳng ai dám sờ đến tính sổ với Kiều bằng cử. Lương Thành Long thấy Trương Dương không ý kiến gì dùng khuỷu tay huyết vào người hắn, chủ nhiệm trương, trong chúng ta chỉ có mỗi mình anh là quan chức, chắc nắm rõ tình hình nội bộ, nói vài ba câu cho anh em nghe xem nào. Trương Dương đáp, tôi chỉ là một cán bộ cấp sở nhỏ bé, có thể biết được tin nội bộ gì chứ? Lương Thành Long nói, Trương Dương, chán cậu quá đấy, cậu định diễn trò gì với chúng tôi thế? Nhạc phụ đại nhân của cậu đã là chủ Bình Hải, cậu không biết tin gì thì còn ai biết đây? Trương Dương đáp, tôi thật là không biết gì hết, những chuyện tôi biết được thì mọi người đều rõ cả, phía tỉnh cử Châu Hưng dân đến nhận chức chủ tỉnh, trước đây gã từng là tổng thư ký Sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương, là một thiên tài chính trị, một nhân vật có tiểu đồ chính trị vô hạn. Lương Thành Long Than, nói ra chuyện này tôi cũng thấy bất công cho chú tôi, ông ấy vất vả khổ sở phấn đấu nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn chưa được cái chức bí thư thị ủy Đông Giang, đã làm bao nhiêu năm ở vị trí cũ rồi. Cao độ chính trị cả đời cũng chỉ thế thôi. Trần Thiệu Bân nói, đừng có tham, chú cậu tốt xấu gì cũng vẫn còn có quan vị, xem lão gia tử nhà chúng tôi, bây giờ đành phải chuyển hứng thú của mình vào cái việc cầm lồng chơi chim. Mấy người đều cười ầm hết lên. Đinh Triệu Dũng nói, ai cũng không thể vĩnh viễn cầm quyền được. Lương Thành Long đáp, câu này chưa chắc, Triệu Dũng, lão gia tử nhà các cậu làm rất tốt, từ thời của bí thư cố cho đến bây giờ vẫn đứng vững vàng không đổ, tề Nguyên lão tam triều, thực không hề dễ dàng đâu đinh triệu dũng nói ý câu này là cha tối đến năm nay là tới số rồi đúng không tính kẻ anh tuấn kiệt xuất còn phải xem kim triều gã vỗ vai trương dương nói tiếp sau này nhân vật kiệt xuất trong chính đàn bình hải chắc chắn là trương dương rồi lương thành long đáp đúng vậy câu này đúng lắm đảo mắt nhìn khắp bình hải chẳng có kẻ nào xuất chúng bằng cậu ta trương đại quan nhân cười mắng thàn danh cậu dám trêu tôi cẩn thận tôi đập cho một trận lương thành long đáp trương dương tiểu tử cậu là thằng diễm phúc tề thiên, không cam chịu ngày tháng sau này sẽ mất tiêu diêu tự tại như này nữa chứ gì. Nhạc phụ đại nhân của cậu nay đã là người cầm quyền bình hải, là con rể của ông ta, nhất định là sẽ có nhiều ánh mắt xăm soi chằm chằm nhìn cậu, sau này cậu muốn làm chuyện xấu cũng không dễ đâu. Trương đại quan nhân bị Thành Long nói chúng chỗ đau, hắn không khỏi than thở, ai sống cũng không hề dễ dàng, chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng bên ngoài của người khác, có ai nhìn thấy sự chua xót phía sau đâu. Trần Thiệu Bân nói, được rồi được rồi, mẹ đứa nào cũng biết cậu đắc ý rồi đừng có mà giả bộ. chương 1260, Thủ đoạn chính trị 3 Trương Dương đáp láo, tôi đâu có đắc ý, cha yên nhiên làm bí thư tỉnh ủy, chứ có phải tôi làm bí thư tỉnh ủy đâu, có gì mà đắc ý chứ. Ninh Triệu Dũng nói, tôi thấy cậu nên đắc ý mới phải. Yên nhiên nghe cậu, cha yên nhiên nghe lời con gái, vậy nên hẳn là bí thư tống sẽ nghe lời cậu. Trần Thiệu Bân nói, cái logic chết tiệt gì thế, cậu nghe lời triệu tính, cha mẹ cậu nghe lời cậu, như thế có phải là sau này cha mẹ cậu đều phải nghe theo triệu tính à? Đinh Triệu Dũng mặt đỏ bừng, tên Trần Thiệu Bân này quá là thâm, bình nào chưa mở nắp là y nhắc tới bình đó, Triệu Dũng ho hắng vài tiếng rồi nghẹn không nói được ra lời, chuyện hôn sự của gã và triệu tính đến giờ vẫn chưa được sự đồng ý của gia đình. Trương Dương trợn mắt nhìn Trần Thiệu Bân, ý trách cái tên ăn nói lung tung này, Trần Thiệu Bân cũng biết mình nói quá lời, ngượng ngùng cười, anh em chúng ta uống nào, tất cả vì tôi đại nạn không chết, tôi nam phách thiên lại trở về rồi. Mấy người cùng nâng ly. Lương Thành Long chưa uống hết ly rượu của mình đã thấy hơi say, y đặt lưu rượu xuống, các cậu uống đi, tôi phải đi giải quyết cái đã. Trương Dương nói, đi với. Hai người bá vai cùng đi ra, ánh đèn quán ba xung quanh vàng đỏ mờ ảo, phía trên sân khấu ban nhạc rock đang gào hét dữ dội bài tư dung vô địa của ban nhạc hắc báo lương thành long bá vai trương dương nói cuối tuần có rảnh không tôi định tới hồ thanh bình câu cá anh mời giúp bí thư tống đi cùng ý của gã là muốn nhờ trương dương giúp làm thân cho gã với tống hoài minh trương dương nói thôi gần đây thế sự còn chưa bình ổn đợi một thời gian nữa rồi tính lương thành long gật đầu trương dương nhìn xa thấy có một bóng người quen thuộc đang ngồi uống rượu gần quầy bar hóa ra là bạn tốt của hắn Khương Lượng. Khương Lượng lúc đó cũng nhìn thấy Trương Dương, Trương Dương định qua chào gã nhưng gã đã dùng ánh mắt của mình ngăn hắn lại. Trương Dương lập tức hiểu ra, Khương Lượng thường rất ít khi lui tới những nơi như này, gã có lẽ tới đây vì nhiệm vụ, Trương Dương cười, bỏ qua ý định vừa rồi mà tiếp tục đi cùng với Lương Thành Long vào toilet. Lương Thành Long hơi có men rượu vừa đi vào toilet vừa lẩm bẩm, sau chuyện của Kiều Bằng Cử, ngày tháng của chúng ta sẽ không dễ thở nữa, Thời gian gần đây, bất kể là anh có làm ăn chính đáng hay không, người khác đều muốn đổ cái tội ăn của công chuộc lợi bản thân lên đầu anh, cho rằng tất cả chúng tôi có thể thành công như vậy toàn là do dựa dẫm vào quan hệ. Trương Dương cười, cũng là vì thời gian gần đây thôi, đợi mưa gió qua đi, sẽ chẳng an còn nhớ tới chuyện này đâu. Lương Thành Long nói, tuy nói là như vậy, nhưng ngày tháng gần đây sống không dễ chịu chút nào. Trương Dương nói, cậu dám khẳng định là sự nghiệp của cậu đạt được thành công như vậy, không hề có liên quan chút gì tới bối cảnh của cậu không? Lương Thành Long nói, có quan hệ mà không dùng, thì không phải là ngu như thăng đô la thăng phần trăm đô la sao? Trương Dương cậu nến như không có bối cảnh, trẻ như vậy sao có thể làm tới chức cán bộ cấp sở được? Thằng chọc thì đừng có cười hòa thượng, chó chê mèo lắm lông, chúng ta đừng có ai chê ai cả. Trương Dương đáp, tôi không giống cậu, tôi vì nhân dân phục vụ, còn cậu tư lợi bản thân, chuyên kiếm chắc tiền từ túi người khác thành của mình. Lương Thành Long kéo quần lên, không nhịn được mà nấc một cái. Đúng lúc đó gã giường như nghe thấy tiếng ồn nào gì bên ngoài. Trương Dương cũng nghe thấy, hắn và Lương Thành Long quay lại nhìn nhau. Lương Thành Long hỏi tiếng gì vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng động chói tai. Trương Dương nói tiếng súng. Lúc nói hắn đã lao vụt ra khỏi cửa toilet. Trong quán ba khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét, ân thanh chói tai ầm ý hàng loạt. Công tắc điện bị người ta dập xuống. Hiện trường giờ tối om như mực đến mức không nhìn thấy gì. Tình trạng này kéo dài khoảng một phút, cầu dao lại được bật trở lại, đèn điện lại phát sáng. Nhưng lập tức theo đó là tiếng kêu ẩm ý. Trương Dương chen về phía có âm thanh ẩm ý, thì thấy Khương Lượng nằm gục giữa nền quán ba, người gã xung quanh là đám máu tươi đỏ ao, bên cạnh có một gã thanh niên mắt trắng bệch ôm lấy cánh tay của Khương Lượng, đội trưởng Khương, chấm ANS nhất định phải kiên trì, cố lên. Lòng Trương Dương nhất thời trầm xuống, hắn bước nhanh về phía trước, một phát tách hẳn đám người đang chắn trước mặt ra, hắn đến bên cạnh Khương Lược, dùng tay điểm hết bát đạo trên người gã, lúc này Trương Dương mới nhìn thấy vết đạn trên chán và trên ngực Khương Lược. Khương lượng nhìn hắn, dường như muốn nói điều gì nhưng không thể nói nên lời, khóe môi mỉm cười một cách kỳ quái. Trương đại quan nhân trong lòng đau xót như bị đâm một mũi dao, mắt đỏ lên, anh Khương, anh không sao đâu, yên tâm đi, anh sẽ không sao cả. Người thanh niên trẻ tuổi kia giọng run run, anh là trương dương dần giữ hết cái đờ phần trăm mũ phần trăm mũ gì bố mày đi gọi cấp cứu mau mau đi gọi xe cấp cứu lương thành long và đinh triệu dũng nghe thấy động tính cũng vội ra ngoài xem thì thấy trương dương đang ôm khương lương một thân đầy máu họ bước vội ra ngoài nhưng chưa đi được vỉa bước cánh tay của khương lượng bán trên người trương dương đã buôn thóng xuống cứ lắc mãi theo bước đi của hắn trần thiệu bân bước đến cản trương dương trương dương anh ta chết rồi đã chết rồi Trương Dương giận dữ, tránh ra. Trần Thiệu Bân định nói gì đó, nhưng bị Trương Dương đá một cước lăn trên nền đất. Trương Dương ôm lấy Khương Lượng lao ra cửa, bên ngoài có tiếng xe cứu hộ vang dần tới, nhận được thông báo cấp cứu, đội cấp cứu vội vàng đến hiện trường, họ nhận lấy Khương Lượng từ tay Trương Dương, đặt gã lên cáng, nhưng Khương Lượng bị chúng hai phát đạn vào yếu điểm, là vết đạn đoạt mạng, một chúng vào giữa chán, một lại trung ngực, dù có là thần tiên cũng không thể cứu được sinh mạng của gã nhìn khuôn mặt của khương lượng bị che phủ bởi tấm khăn trắng hai đầu gối của trương dương mềm nhún hắn quỳ gục xuống đất hắn không biết vận minh tại sao lại tàn nhẫn như vậy sao lại để hắn phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của bạn mình lương thành long viên ba đinh triệu dũng và trần thiệu bân đều vây quanh trương dương từng người đầy bi thương nhìn hắn họ không quen khương lượng nhưng họ biết tình bằng hữu nhiều năm của hai người này tận mắt chứng kiến sự ra đi của bạn bè không làm gì được đây thực là nỗi đau khổ không tả tên cảnh sát trẻ kia vừa khóc vừa kể khi tên sát thủ ké cỏ bắn chính khương lượng đã cứu gã đẩy gã sang một bên vì gã mà anh dũng hy sinh trương dương cắn chặt môi đột nhiên đứng lên hắn đi về phía tên cảnh sát một tất nhấc bổng cổ áo của gã lên mọi người xung quanh đều ngăn trương dương lại hắn vùng hất tất cả ra đánh tên cảnh sát kia rơi rụng xuống nền đất đồ ăn hại là mày làm liên lụy đến anh ấy tên cảnh sát kia bị trương dương đánh cho một quyền máu mũi chảy ròng ròng chỉ biết ngồi dưới đất mà khóc lóc. Trương Dương định tiến lên tiếp tục nhưng Trần Thiệu Bân là Lương Thành Long giữ lấy. Trần Thiệu Bân nói, Trương Dương, tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại đi. Mộ chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, Phó Cục trưởng Cục Công an Vinh bằng phi mặt mày xanh mét đi vào, khóe mắt đỏ ao, ông cắn chặt môi, như thế càng làm cho vẻ mặt ông trở nên cứng đờ hơn. Vinh Bằng Phi đi tới chỗ di thể của Khương Lược, ông mở khăn che mặt ra, lúc nhìn thấy vết đạn trên trán của Khương Lược, ông không thể nào kìm nén được tình cảm của mình, nước mắt chảy ra dòng dòng, ông lấy tay phải chắn dòng nước mắt đang trào ra, đang cố gắng kìm nén cảm xúc, thì thuộc hạ của ông báo cáo Cục trưởng Vinh. Tên Lưu Manh có súng, mục tiêu mà hắn muốn nhằm bắn là Lưu Phong, đội trưởng Khương trong lúc nguy cấp đã lao lên chắn cho Lưu Phong một phát đạn, phát này xuyên thẳng vào ngực của đội trưởng, sau đó tên tội phạm tiếp tục bắn viên đạn thứ hai. Vinh bằng phi kéo tấm khăn xuống bên dưới một chút nữa, nhìn thấy ngực của Khương lượng đầy máu, Tay ông run run che tấm khăn lại, ông cởi bỏ mũ đồng phục của mình, cong người cúi chào di thể của Khương Lượng một cái. Trương Dương lạnh lùng nhìn rồi bước về phía Vinh Bằng Phi, tuy hắn nhận thấy nỗi đau xót của gã cũng không kém gì mình nhưng hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Vinh Bằng Phi trầm giọng nói, sao cậu lại ở đây? Trương Dương nói, ông hài lòng chứ? Vinh Bằng Phi nói, tôi không ngờ tới, tôi thật sự không ngờ rằng. Trương Dương nói tiếp, Khương Tử Hàm mới đang học lớp 6 mẹ nó còn đang đi dạy ở giang thành ông hãy đi giải thích với họ nói với họ con trai đã chẳng còn cha nữa vợ sẽ vĩnh viễn mất đi người chồng ông hãy đi mà nói với họ vinh bằng phi lớn tiếng cậu cho rằng tôi muốn chuyện này xảy ra sao trương dương phẫn nộ ông không muốn ông nói nghe thật nhẹ nhàng tại sao ông lại phái khương lương đến đông giang vinh bằng phi nói là một cảnh sát có nhiều lúc chúng tôi không có sự lựa chọn trương dương nói hờ các ông có thể chọn lựa những biện pháp che giấu bảo vệ e tốt hơn cho mình, vì sao lại phái một tên gà mờ đi cùng Khương Lượng? Nếu không phải là để cứu hắn gì thì sao Khương Lượng có thể chết được chứ? Vinh bằng phi mặt đầy đau xót, tôi không biết, hành động lần này tôi vốn không. Trương Dương lại nói, tôi không biết cũng không muốn quan tâm với phương pháp làm việc của cảnh sát các ông, nhưng tối nay tôi đã mất đi một người bạn quan trọng nhất, cục trưởng Vinh, Khương Lượng là do ông điều tới Đông Giang. Ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ấy, các ông có bắt được hung thủ hay không là việc của các ông, nhưng tôi nói cho ông biết, ai hại chết Khương Lượng, tôi sẽ bắt hắn phải chịu thống khổ gấp 10 lần. Cậu đừng có làm càn, vinh bằng cả nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương lạnh lùng cười, ông Vĩnh Viễn không thể thấu hiểu, chờ mắt nhìn người bạn liều chết đi trước mặt mình đâu, đó là nỗi đau xót bất lực đáng kiếp nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền